Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện ta mô phỏng Trường Sinh Lộ của tác giả Phẫn Nộ Đích Ô Tặc. Tập 67. Chương 661, vùng cháy đen cuối cùng. Nếu Thiên Đô có rơi xuống đi nữa, thì chắc chắn đó là đồ giả mà những người sau này tạo ra để tưởng nhớ. Phương Tài Tế nói như thế. Tuy Lý Phàm gật đầu đồng tình, nhưng trong lòng lại có cách nghĩ khác. Tuy Phương Tài Tế luôn mồm nói bóng người trong Thiên Đô kia cực kỳ huyền diệu, không nghi ngờ gì nữa chắc chắn là chân tiên. Nhưng việc này từ đầu đến cuối lại lộ ra vài phần kỳ quái. Sau rất nhiều năm tiên lộ đã bị cắt đứt, thế mà lại có một chân tiên ghé qua huyền hoàng giới. Và lại còn chủ động trực tiếp giảng đạo thuyết pháp cho những tu tiên giả đông như kiến. Tự hỏi có bao nhiêu tu tiên giả sau khi đi qua thành trì của người phàm sẽ tốt bụng ghé xuống, còn giảng dạy phép tu tiên cho bọn họ. Chỉ sợ giống như Sóc Phong, tùy tiện chém ra một kiếm đã có thể giết sạch người phàm, hơn nữa còn chẳng để tâm chút nào mới là thái độ bình thường. Đối với đám tu tiên giả lỗ mãng xông vào không đánh giết đã là tốt lắm rồi, sao có thể tốt bụng mà truyền đạo được. Hơn nữa nếu như lời của Phương Tái Tế là thật, vậy thì bóng người tại Thiên Đô rõ ràng có vấn đề. Có lẽ giảng đạo không phải do hắn cố ý làm, mà là hành động tự phát. Nếu vậy thì vị đồng tử từ đầu đến cuối tự mình ra tay đứng bên cạnh bóng người sừng sững tại Thiên Đô, hay còn là Đại Pháp Sư Thiên Đô cực kỳ khả nghi. Có lẽ người này bị tiên khư hấp dẫn nên buộc phải hạ xuống huyền hoàng giới. Mà với thực lực chân chính của hắn cũng chưa chắc là tiên nhân. Có điều trước kia huyền hoàng giới không chiếm được Thiên Đô nên chắc chắn không thể yếu được. Ít nhất cũng đã bước được nửa bước vào cảnh giới chân tiên, giống với Huyền Thiên Vương của Huyền Thiên Giáo. Mà để cho tu sĩ của Thập Tông Tiên Đạo tiến vào Thiên Đô có lẽ chỉ để tạo ra chút phiền phức cho Huyền Thiên Giáo. Suy cho cùng những thứ mà tiên nhân quan tâm ắt hẳn phải cùng đẳng cấp, khí tiên linh. Gần như ngay lập tức Lý Phàm dựa vào những giả thuyết đó suy ra thân phận, trong đầu suy diễn ra một vở kịch lớn. Tuy suy đoán không căn cứ, nhưng có một điều bây giờ có thể khẳng định được. Chuyện dị thường ở Châu Nguyên Đạo có lẽ không tránh khỏi liên quan đến Thiên Đô. Cùng là truyền nhân của tử khí Thiên Đô, tiên sinh không đến Châu Nguyên Đạo nhìn thử. Lý Phàm dò hỏi, Phương Tái Tế liên tục lắc đầu, ha ha, bỏ đi vẫn hơn. Hợp đạo sống mấy ngàn năm rồi, chắc chắn lợi hại hơn ta nhiều. Ta đến đó há chẳng phải là dê vào miệng cọp sao. Tông chủ, chúng ta tiếp tục việc chính thì hơn. Lý Phàm mỉm cười, khẽ gật đầu. Trải qua sự việc xen ngang chóng vánh này, hai người lại tốn thêm một lúc lâu, cuối cùng cũng đến được Châu Thạch Lâm. Mà cảnh tượng đập vào mắt ngay lúc này khiến cho đồng tử của Lý Phàm khẽ co rụt lại. Nhìn về phía đằng xa, mặt đất lõm xuống sâu hoắm, khắp nơi cháy đen. Đâu đâu cũng có dung nham màu đen di chuyển, khung, cảnh hệt như tận thế. Chốc chốc lại có dung hỏa màu đen phun lên từ trong lòng đất, bắn lên trong không trung, khiến cho không khí như bị nướng đến mức méo mó, cực kỳ nóng. Điều càng khiến cho Lý Phàm cảm thấy hãi hùng ghê rợn chính là trên không trung và trên mặt đất lồi lõm cháy đen rải rác rất nhiều những cái động rỗng đen kịt. Trông giống như quả táo bị sâu mọt, tàn phá nặng nề. Hơn nữa Lý Phàm phát hiện ra những cái động rỗng không đen kịt kia không hoàn toàn bất động. Chúng giống như có sinh mệnh riêng, chậm chậm nhúc nhích ra phạm vi xung quanh, đồng thời cũng đột ngột xuất hiện ở những địa điểm khác. Một phát đã nuốt tất cả vật chất bên trong khu vực đó vào trong. Đối mặt với cảnh tượng đáng sợ này, đến cả sắc mặt Phương Tái Tế cảnh giới hợp đạo cũng trở nên nghiêm trọng. Tông chủ, thật sự phải đi sao? Hắn hơi do dự nói. Lý Phàm không trả lời lại ngay, mà tỉ mỉ quan sát mọi thứ một lúc lâu. Nếu cẩn thận một chút thì chắc không vấn đề gì. Những cái động rỗng đó trông có vẻ xuất hiện không theo quy luật nào, nhưng thật ra lại tuân theo quy tắc. Chúng sẽ chỉ nảy ra ở những chỗ tương đối trống, mà sẽ không xuất hiện gần nơi có động rỗng ban đầu. Cho nên chỉ cần giữ khoảng cách nhất định với động rỗng là có thể đi thẳng một mạch. Và lại không phải có Dược Vương Chân Đỉnh ở đây à? Nói đoạn Lý Phàm ném Dược Vương Chân Đỉnh vào một cái động đen kịt gần đó. Tông chủ! Phương Tái Tế hoảng sợ khẽ hét lên. Chỉ nhìn thấy Dược Vương Chân Đỉnh phát ra hào quang màu vàng bao phủ chính nó. Bên trong khoảng không, tuy hào quang mờ dần nhưng vẫn giữ được trong khoảng thời gian mười mấy hơi thở. Ngươi nhìn xem,
Cho dù có lỡ xảy chân vào thì thời gian dài như vậy cũng đủ cho chúng ta thoát ra. Hắn gọi Dược Vương Chân Đỉnh về, vừa nhìn Phương Tái Tế vừa cười nói. Tông chủ ngươi cũng lớn mật thật, ngộ nhỡ Dược Vương Chân Đỉnh có trục trặc thì làm sao? Phương Tái Tế lầu bầu nói. Không phải còn có ngài à? Cho dù Dược Vương Chân Đỉnh xong đời, chắc hẳn tiên sinh ngài cũng có thể luyện chế ra một cái mới cho Dược Vương Tông chúng ta. Lý Phàm chẳng quan tâm đáp. Phương Tái Tế nghe vậy thì tươi cười, cũng không dài dòng nữa mà cùng với Lý Phàm điều khiển Dược Vương Chân Đỉnh bay vào những chỗ lồi lõm cháy đen. Lý Phàm xác định phương hướng, cẩn thận từng chút chạy về nơi trong trí nhớ. Thật sự kinh khủng, một vùng biển yên lành không biết tại sao lại biến thành kiếp nạn như vậy. Nhìn thấy cảnh tượng xung quanh, Phương Tái Tế tặc lưỡi cảm thán, thời của bọn ta chưa từng có chuyện như vậy xảy ra. Theo cái đà này, thiên địa có vẻ muốn tận diệt nơi này. Lý Phàm im lặng không nói gì. Vốn dĩ biển Tùng Vân vô cùng rộng lớn, để tránh những cái động rỗng ở khắp nơi, tốc độ phi thân cũng chịu ảnh hưởng. Vậy là phải mất hơn 30 ngày bọn Lý Phàm mới đến lối vào của tiểu thế giới thú chủng. Song cảnh tượng nơi đây khiến cho sắc mặt Lý Phàm trở nên có chút khó coi. Vị trí lối vào ban đầu đã bị hư không hoàn toàn nuốt chửng, thế nên lối vào kia hiển nhiên đã không còn nữa. Lý Phàm trầm ngâm một hồi, nhớ lại lúc trước nơi Hàn Dịch đi ra từ bên trong tiểu thế giới là ở một nơi khác. Thế là hắn đi về phía trước. Cũng may lần này vận khí không tệ, phạm vi bên trong không có những cái động hư ảo kia, nhưng lại có dung nham đen kịt phía dưới. Tông chủ, nếu như sau khi chúng ta đi vào lối ra này bị hư không nuốt chửng thì phải làm sao? Thế chẳng phải chúng ta hết cách quay về à? Phương Tài Tế cũng nhìn ra manh mối ở nơi này, ngay khi Lý Phàm muốn vào bên trong hắn bất chợt ngăn cản lên tiếng hỏi. Không sao, ta đã có chuẩn bị. Nói xong Lý Phàm giải quyết sạch sẽ đống dung nham đen kịt kia. Sau đó lấy ra một tờ giấy mỏng từ bên trong chữ vật giới, nhẹ nhàng ấn vào lối vào tiểu thế giới. Giống như có một giọt mực rơi lên tờ giấy, hoa văn chậm chậm hiện ra. Đây là... Phương Tài Tế híp mắt lại, vậy mà nhất thời hắn không thể nhìn ra lai lịch của nó. Thâu tinh dịch túc tiên, có thể sao chép và ghi lại những thông tin mấu chốt của không gian trong con đường này. Sau khi vào trong tiểu thế giới, thực hiện tương tự với chỗ đối diện con đường đi vào là có thể tạo ra một con đường mới. Sau khi làm cho tất cả hoa văn trên thâu tinh dịch túc tiên thành hình hết, Lý Phàm lại lấy ra một ấn phù hình cánh cửa ném vào tờ giấy mỏng. Ấn phù bao phủ xuống tạo nên một cánh cửa phát sáng. Thiếu chủ, bên này đi được rồi. Giọng nói của Liễu Tam khe khẽ truyền ra từ bên trong cánh cửa. Lý Phàm nhẹ nhàng chỉ tay, thâu tinh dịch túc tiên bay vào trong đó. Phương tiên sinh, chúng ta đi thôi. Bên Liễu lão sẽ chuẩn bị xây một lối đi mới bên trong trường sinh cốc. Chương 662, càn quét thú chủng giới. Hừ, thế mà gạt ta. Phương Tài Tế khẽ lẩm bẩm, đi theo sau lưng Lý Phàm tiến vào không gian bên trong con đường. Xuyệt, trước mắt lóa cả lên. Vừa mới vào trong tiểu thế giới, Phương Tái Tế đã nhìn thấy mấy chục con lục dực phi xà nhe răng nanh, định cắn hắn. Súc sinh như các ngươi cũng dám động vào ta. Phương Tái Tế tím mặt, phất tay một cái làm không gian phía trước chấn động, mấy con dị thú gớm ghiếc trong nháy mắt đã hóa thành cho bụi, không còn mảnh giáp nào. Vị trí lối vào chính là đáy của một khe sâu hoắm. Mây mù che phủ khắp nơi, có thể lờ mờ nhận thấy từng luồng linh khí tràn ra. Hai người Lý Phàm tiến vào gây ra động tĩnh đến vô số dị thú phía trên. Giống như từng cơn thủy triều, chúng hung hãn không sợ chết liên tục vọt tới. Xin tiên sinh hộ pháp cho ta. Tuy số lượng của những dị thú này rất nhiều, nhưng con mạnh nhất cũng chỉ ở tu vi trúc cơ. Ở trước mặt Phương Tái Tế, cảnh giới hợp đạo căn bản không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Lý Phàm mỉm cười nói với Phương Tái Tế, sau đó lại lấy thâu tinh dịch túc tiên ra, áp lên. Con đường đi vào. Chẳng mấy chốc, sau khi chuyển và ghi lại điểm mấu chốt ở không gian này, Lý Phàm đưa thâu tinh dịch túc tiên cho Liễu Tam ở bên trong trường sinh cốc chuẩn bị. Thiếu chủ, dựng không gian cho con đường ước chừng mất hơn 30 ngày. Ngươi về trước, hay là... Giọng nói Liễu Tam nhỏ xíu phát ra từ bên trong. Không cần vội, ta với Phương tiên sinh ở đây thăm dò thực hư trước. Có hắn ở đây, Liễu lão ngài không cần lo lắng cho an toàn của ta. Lý Phàm trả lời. Bởi vì ngươi đi với hắn nên ta mới không yên tâm. Ngươi nói cái gì? Phương Tái Tế đang xử lý bọn dị thú, nghe thấy lời này bỗng quay đầu lại. Đang định cãi nhau với Liễu Tam, hắn lại nhận ra Liễu Tam đã ngừng liên hệ rồi.
Phương Tài Tế tức anh ách, chỉ đành phát tiết cơn giận lên lũ dị thú không biết sợ này. Chẳng bao lâu sau, lũ dị thú đông đúc không biết đã ở bao lâu bên trong khe sâu gần như chết sạch. Từ đáy khe phi thân lên thảo nguyên hoang vu ở bên trên. Lý Phàm hít sâu một hơi, nhắm mắt cảm nhận. Lông vũ huyền điểu trong cơ thể phát ra ánh sáng đen rực rỡ. Trong chớp mắt Lý Phàm phát hiện ra khắp nơi trong tiểu thế giới này đều có thiên vận tự do. Như cá voi lớn hút nước, lại như lá rụng về cội. Hầu như chẳng tốn mấy công sức, trong vòng phạm vi mấy trăm dặm thiên vận tranh nhau tự phát rồi chảy vào cơ thể Lý Phàm. Hoặc phải nói là chảy vào trong lông vũ huyền điểu. Trong khi hấp thụ càng lúc càng nhiều thiên vận, trong lòng Lý Phàm cũng đồng thời sinh ra cảm giác. Hắn nhẹ nhàng chỉ tay về phía trước, tâm niệm khẽ động, trong tiếng nổ vang trên mặt đất xuất hiện một vết nứt cực lớn. Vô số cây cối và dị thú bị vết nứt kia nuốt chửng, mà những con may mắn thoát khỏi gầm lên đầy sợ hãi. Chúng không làm gì được kẻ lạ mặt tùy tiện xông vào kia, bèn liều mạng bỏ chạy khỏi nơi đó. Lý Phàm nhìn chằm chằm vào bóng dáng bọn dị thú bỏ chạy, tâm ý lưu chuyển, giữa đất trời bỗng cuộn lên từng trận yêu phong, khiến cho đất đá bay mịt mù, dị thú gào thét bị cuốn bay lên trời. Sau đó lại hất bọn nó xuống vị trí ban đầu. Lũ dị thú vốn dĩ không thông minh mấy, nhưng trải qua tai nạn như thế chúng đều đồng loạt run lẩy bẩy, sụi lơ tại chỗ. Mà Lý Phàm cũng thu hồi thần thông, vận ta chính là thiên vận, mệnh ta chính là thiên mệnh. Mỗi một lời nói hành động đều mang uy thế thiên địa. Tuyệt diệu thật, Lý Phàm thầm tán thưởng. Tông chủ, mới nãy là do ngươi làm. Phương Tài Tế có phần khiếp sợ nhìn Lý Phàm. Phải biết rằng cho dù hắn có tu vi hợp đạo cũng rất khó để nhẹ nhàng thoải mái để tạo ra đất nứt gió lốc như thế. Lý Phàm mỉm cười không trả lời. Khoảng thời gian tiếp theo, dưới sự hộ tống của Phương Tài Tế, Lý Phàm vừa thu thập thiên vận tự do khắp tiểu thế giới, vừa xuất phát về nơi hoang vu sâu thẳm nhất. Dựa theo sự dẫn dắt của lông huyền điểu mờ nhạt trong cơ thể, thi thể của tiểu hắc có lẽ ở nơi đó. Trong cả chuyến đi, Lý Phàm phát hiện ra một hiện tượng thú vị. Cách thi thể của tiểu hắc càng gần, các loại dị thú có thể trạng giống con người càng ít, thực lực của dị thú cũng càng mạnh hơn. Chủng loại dị thú bên trong tiểu thế giới này thuộc về nhánh loài thú người và dị thú dung hợp. Nhưng mấy ngàn năm trôi qua, trải qua vô số thế hệ sinh sôi nảy nở, phần huyết mạch thuộc về dị thú không bị suy yếu, thay vào đó lại xuất hiện hiện tượng giống như phản tổ. Thú vị đấy! Trong quá trình Phương Tái Tế dọn đường để đi về phía trước, Lý Phàm cũng phát giác ra có một phần dị thú đã thành thạo được nhiều pháp thuật dùng thiên vận tự do để chiến đấu. Điều này khiến cho tốc độ hấp thụ thiên vận của Lý Phàm gặp phải chút trở ngại, nhưng cũng chỉ có chút phiền phức đó thôi. Dù cho các dị thú nơi đây có được thần thông dị thuật gì đó, đứng trước sự chênh lệch thực lực một cách tuyệt đối cũng hoàn toàn vô dụng, tất cả sẽ bị đè bẹp. Phương Tái Tế thẳng tay càn quét, Lý Phàm đi theo sau hắn thảnh thơi thu hoạch. Phương tiên sinh xuống tay nhẹ chút, để lại vài con còn sống nhé. Nơi này về sau dùng làm nông trường cho Dược Vương Tông của chúng ta cũng không tệ. Lý Phàm tỉ mỉ quan sát tinh hạch màu xanh cầm trong tay, dặn dò Phương Tái Tế. Tông chủ cứ quyết định là được. Giết chóc trong thời gian dài khiến cho Phương Tái Tế hơi mất kiên nhẫn. Lúc này Lý Phàm lại dặn dò, hắn có thể quang minh chính đại mà lười biếng nên đương nhiên sẵn lòng đồng ý. Viên tinh hạch màu xanh này Lý Phàm phát hiện từ bên trong thi thể của một con dị thú có thực lực cấp kim đan. Nó giống hệt như tinh hạch dị thú tu sĩ đế quốc dùng nó để tu hành mà Lý Thần Phong đã miêu tả. Lý Phàm bóp nát tinh hạch, năng lượng nóng hầm hập giống như nước sôi tuôn ra ngoài. Sau khi hấp thụ nó vào trong cơ thể, Lý Phàm nhận thấy năng lượng nóng rực chưa xác định rõ này một phần hóa thành linh khí. Chạy khắp nơi bên trong kinh mạch, một phần nhỏ khác lại phân tán ra khắp nơi trong cơ thể. Tăng cường độ bền bỉ của huyết nhục. Được lắm, là đầu tốt. Lý Phàm thầm nghĩ. Bấy giờ Phương Tái Tế nhìn thấy hành động của Lý Phàm, hắn tiện tay giết một con dị thú, sau đó lấy ra linh hạch rồi hấp thụ. Hay lắm, trước kia tu sĩ bọn ta không có cách nào hấp thụ được mấy thứ yêu hạch này. Không ngờ mấy ngàn năm trôi qua, bọn ta cũng có thể sử dụng thứ này rồi. Sau một hồi Phương Tái Tế cảm thán nói, đây là thiên địa ngàn năm biến đổi. Lý Phàm mỉm cười phụ họa. Có lẽ đây chính là kết quả do yêu thú và nhân loại qua mấy ngàn năm dung hợp huyết mạch. Lý Phàm nhớ lại bọn dị thú cực kỳ giống con người, trong lòng thầm nghĩ. Tiếp tục tiến về phía trước, tại một nơi xa xa trên mặt đất có một tòa tháp màu đen ba chân đứng sừng sững.
Trên đỉnh tháp dường như có một con chim khổng lồ màu đen đang giương cánh. Quả thật, là nó. Trong mắt Lý Phàm lóe lên vệt sáng, hình dáng của hắc điểu này không khác với tiểu hắc hắn nhìn thấy bên trong Vẫn Tiên Cảnh chút nào. Có vẻ cảm nhận được thực lực không gì ngăn cản nổi của Phương Tái Tế, đến được nơi này đã không có dị thú nào cản trở nữa. Lý Phàm chỉ nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn lũ dị thú quỳ trước tòa tháp ba chân màu đen kia, dập đầu cầu xin với hắc điểu. Các bạn đang nghe chuyện ta mô phỏng Trường Sinh Lộ của tác giả Phẫn Nộ Đích Ô Tặc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 663, Thần Thông Bại Thiên Mệnh. Trong mắt Lý Phàm, dưới nghi thức lễ bái của lũ dị thú, thiên vận giải rác từ nơi sâu thẳm hoang dã bắt đầu điên cuồng tập trung về phía đỉnh tháp màu đen ba chân. Giống như một vòng xoáy gió lốc khổng lồ, sấm chớp liên miên không dứt, bầu trời cũng trở nên u ám. Lý Phàm thấy thế, thử dùng Long Vũ Huyền Điểu cướp đoạn thiên vận với chúng. Kết quả rõ ràng, hoàn toàn tốn công vô ích. So với Long Vũ tầm thường, Huyền Điểu màu đen đứng trên đỉnh tháp ba chân kia mới chúa tể chân chính của thế giới thú chủng này. Thậm chí đối mặt với lực hút mạnh mẽ đó, Lý Phàm cũng thoáng phát giác ra những thiên vận tự do mà bản thân hấp thụ được vào cơ thể cũng bắt đầu thoát ra, như bị cướp mất. Tuy Phương Tái Tế không cách nào nhìn ra thiên vận thay đổi, nhưng bằng mắt trần cũng có thể nhìn thấy bộ dạng ngày càng sinh động của Huyền Điểu màu đen. Trên mặt hắn lộ vẻ nghiêm trọng, nhưng trong miệng vẫn phát ra những lời khinh thường như cũ, chết cũng đã chết rồi, chẳng lẽ bái lại là phục sinh được à? Nhưng Phương Tái Tế lại hết sức cẩn thận, không đợi nghi thức của yêu thú cử hành xong đã xuất ra một trường khổng lồ nâng trời. Tay kia cầm một thanh đại chùy màu xám, dồn sức đập về phía ngọn tháp của hắc điểu. Ầm. Đại chùy màu xám che cả bầu trời, vậy mà ở trước tòa tháp ba chân chọc mây kia cũng biến thành đồ chơi. Đại chùy rơi xuống, phát ra âm thanh rầm rầm chói tai. Dường như ngay sau đó, ngàn vạn dị thú dưới tháp ba chân màu đen đều bị đại chùy đập một phát chết tươi. Thế mà ngay lúc đó từ trên bầu trời chợt có một tia chớp đánh xuống, đánh một cách ác liệt vào đại chùy màu xám. Đại chùy thoáng ngừng lại giữa không trung, sau đó lại có hàng chục tia sét dày thô như thùng nước bất ngờ giáng xuống. Mỗi lần oanh kích là mỗi lần hình dạng của đại chùy nhỏ mất đi mấy phần. Nhưng một lát sau, chiếc chùy màu xám có kích cỡ như một ngọn núi đã biến thành một thứ không khác gì vật của người phàm. Mà vào khoảnh khắc sấm sét đánh xuống đỉnh tháp, Phương Tái Tế thoáng biến sắc. Không chỉ bởi vì chùy xám phải chịu công kích, mà vị trí hắn đang đứng cũng bắt đầu bùng nổ những biến đổi lớn. Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn kéo tới, âm u đến nỗi tưởng như sắp mưa. Yêu phong màu vàng rít gào, giống như lưỡi đao sắc bén chém toạc đất trời. Chúng giống như có linh tính mà cùng nhau thổi về phía Phương Tái Tế. Địa hỏa mãnh liệt bất ngờ dâng lên từ dưới chân Phương Tái Tế, giống như hỏa long đang tức giận, gầm giống muốn nuốt chửng hắn. Một dải xích phù văn màu vàng xuất hiện từ trong hư không bất ngờ quấn chặt tứ chi hắn. Cùng với đó là sấm sét không ngừng lóe sáng trên đỉnh đầu. Phương Tái Tế giống như trở thành tử địch của toàn bộ thế giới thú chủng này. Phong, hỏa, lôi, điện, thậm chí tất cả mọi thứ trên thế giới dưới sự tác động của thiên mệnh đều bắt đầu phát động những cuộc công kích không ngừng nghỉ về phía hắn. Thiếu chủ, ngươi tạm thời tránh xa ra một chút. Ánh mắt Phương Tái Tế trở nên nghiêm túc, hắn ném ra một cái chuông xanh, bảo vệ cho Lý Phàm đã trốn xa ra khỏi chỗ đó. Kế tiếp hắn há miệng, phun ra 36 chiếc lá liễu giống phi dao. Dao phi màu xanh biếc nhanh nhẹn dị thường, giống như có hoạt tính lập tức bảo vệ quanh thân Phương Tái Tế. Mặc cho mưa dập gió vùi, lửa thiêu sấm đánh, tất cả đều bị những tia lục quang bất ngờ lướt qua chặn lại. Khuôn mặt Phương Tái Tế điềm tĩnh, cất bước tiến về phía ngọn tháp. Dây xích màu vàng trên người hắn lập tức siết chặt muốn giữ hắn lại. Nhưng bước chân của Phương Tái Tế vẫn vững chắc, sợi xích chỉ giữ thẳng được trong giây lát, sau đó liên tiếp xuất hiện những vết nứt ở trong hư không. Sợi xích càng lúc càng dài, cuối cùng nó không chịu nổi lôi kéo nữa thì vỡ vụn thành từng mảnh. Kim quang thoáng chốc bay lả tả khắp trời, thiên địa đều là địch, có thể nói là sát cơ vô tướng bản trung cực rồi. Nhưng dù cho như thế cũng không thể nào tổn hại đến Phương Tái Tế chút nào. Suy cho cùng cấp thế giới yếu hơn một bậc, đối mặt với cường giả hợp đạo vượt giới mà đến, cho dù có chống cự thế nào cũng không phải đối thủ. Lý Phàm bình thản quan sát cuộc chiến dưới sự bảo vệ của chuông xanh nghĩ như thế. Phương Tái Tế ngày càng gần với tháp ba chân màu đen,
những dị thú vốn dĩ đang dập đầu bái lạy cũng dần trở nên hỗn loạn. Chúng càng sợ hãi thì lại càng thành khẩn quỳ lạy. Mà những con hoảng loạn muốn chạy trốn đều bị những con dị thú ra dáng thủ lĩnh đánh chết ngay tại chỗ. Cũng có một số con liều lĩnh dốc toàn lực, không sợ chết lao về phía Phương Tái Tế chém giết. Chúng định dùng mạng sống của mình khiến cho kẻ xâm nhập đáng sợ kia bị mài mòn sức đến chết. Nhưng kết cục của bọn chúng đã được định trước. Sức mạnh hai bên chênh lệch quá lớn, cho nên lúc Phương Tái Tế đứng được trên đỉnh tháp ba chân, nhìn xuống lũ dị thú quỳ đầy đất run lẩy bẩy, hắn chợt cảm thấy hết sức tẻ nhạt nhàm chán. Chán quá đấy, hắn lạnh lùng hừ một tiếng, đón Lý Phàm đang ở chỗ xa kia. Tông chủ, thứ ngươi muốn tìm ở nơi này à? Phương Tái Tế hỏi. Không có nghi thức của ngàn vạn dị thú chống đỡ, hình ảnh huyền điểu trên đỉnh tháp cũng trở về nguyên trạng. Hóa ra chỉ là cái bóng của bức tượng huyền điểu mà thôi. Giờ phút này thiên vận rời rạc khổng, lồ tập trung trên đỉnh tháp không còn ràng buộc, dần dần phân tán ra khắp các xó xỉnh trên thế giới giống như nước chảy. Đứng trước bức tượng của tiểu hắc, Lý Phàm ngẩng đầu nhìn chăm chú, đồng thời bắt đầu khai triển thần thông thiên mệnh tại ngã, sử dụng lông huyền điểu điên cuồng hấp thụ thiên vận rời rạc kia. Giống như trăm sông đổ về biển, quá trình hấp thụ thiên vận thuận lợi đến kỳ lạ. Hầu như không gặp phải bất cứ trở ngại nào, có điều phải mất cả nửa ngày trời Lý Phàm mới hấp thụ hết tất cả thiên vận tập trung ở nơi này. Mà hiệu quả cũng nhanh chóng thấy được. Dùng tháp ba chân làm tâm, biến động nhỏ trong phạm vi mấy ngàn dặm, Lý Phàm lưu chuyển tâm niệm là lập tức nắm rõ. Đồng thời bên trong khu vực này, Lý Phàm cũng gần như là bá chủ. Nắng hay âm u, mưa hay tuyết, gió lốc hay mưa rông đều ở trong tâm trí Lý Phàm. Sau một hồi nhắm mắt khám phá, Lý Phàm khẽ nhíu mày. Bởi vì hắn phát hiện hài cốt của tiểu hắc cũng không ở nơi này. Sở dĩ dị thú có thể thông qua nghi thức thao túng thiên mệnh đều là do bức tượng được tiểu hắc ban cho chút sức mạnh của nó mà thôi. Nhưng không sao, chỉ cần ở bên trong tiểu thế giới này, sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra. Lý Phàm không để ý nữa. Trong mấy ngày tiếp theo, Lý Phàm dẫn theo Phương Tái Tế đi khắp thế giới thú chủng. Những chỗ đặt chân đến, lũ dị thú không có chút sức nào để chống cự, đồng loạt thần phục. Mà vốn dĩ bọn chúng cũng không có tinh thần phản kháng mấy, sau khi Liễu Tam chỉ huy đại đội quân Dược Vương Tông đến thì cũng triệt để dập tắt. Thiếu chủ, tính ra lần này ngươi tìm được chỗ tốt đấy. Ta đang lo trường sinh cốc quá nhỏ, không đủ để các đệ tử hoạt động. Thần niệm của Liễu Tam quét qua khắp thế giới thú chủng, khẽ gật đầu, lộ ra vẻ hài lòng. Tuy thực lực của những dị thú này phần lớn đều không đáng nhắc tới, nhưng dùng bọn chúng phụ đỡ việc trồng trọt, quản lý linh điền là ổn. Những con mạnh hơn một chút dùng để giữ nhà hộ viện cũng không tồi. Việc này khả thi, đợi sau khi ta luyện chế ra một lô vòng ngự thú, thì không sợ những con thú vật này mất khống chế. Hai tên hợp đạo qua loa nói mấy câu, đã quyết định vận mệnh sau này của thế giới thú chủng. Chương 664, tia chém xích cửu đầu. Có được sự tham gia quản lý của chư vị đệ tử Dược Vương Tông, Lý Phàm đương nhiên không cần bận tâm quá nhiều. Mất thời gian một tháng, sau khi hấp thu toàn bộ thiên vận tự do của thú chủng giới, cuối cùng hắn đã đạt đến trình độ biến chất. Trong Long Vũ Huyền Điểu, mơ hồ có thể thấy được bóng ảnh mờ ảo của một con chim non vừa sinh ra không lâu, lông còn chưa mọc. Đúng là có vài phần trông giống với tiểu hắc lúc nhỏ, nhưng cũng có vài phần không giống. Lý Phàm nhắm mắt, giây sau, cả thú chủng giới hệt như một vệt sáng trong sương mù xuất hiện trước mắt hắn. Cảnh tượng trong đó, dù lớn hay nhỏ, đều có thể nhìn rõ trong chớp mắt. Nhưng Lý Phàm cũng phát hiện, khu vực bên cạnh hai vị cường giả hợp đạo Phương Tái Tế, Liễu Tam, xuất hiện nhiễu sóng ánh sáng trong một phạm vi nhất định. Trông không rõ ràng lắm. Đây lại còn là trong tình huống hai người bọn họ cảm giác được ánh nhìn của Lý Phàm, không hề làm gì che đậy. Phạm vi ảnh hưởng năng lực của cường giả hợp đạo huyền hoàng giới gần như là khu vực một châu. Mà trong thế giới nhỏ này, tu sĩ cảnh giới hợp đạo đã có thể đối chọi tương đương với thế giới rồi. Đây chính là khác biệt cấp bậc của thiên nhiên, Lý Phàm chiêm nghiệm được. Suy nghĩ hơi dao động, hắn sải bước, trong chớp mắt vượt qua vạn dặm, xuất hiện bên cạnh một đầm nước chê ông trên đỉnh núi. Lúc trước hắn cùng Phương Tái Tế càn quét thú chủng giới, đã từng đi qua đỉnh núi này. Nhưng vậy mà lại không phát hiện ra đầm nước trên đỉnh núi. Cho đến khi hắn hoàn toàn nắm giữ thiên vận thế giới, mới phát hiện dị thường ở đây. Bên cạnh đầm nước có một căn nhà gỗ. Lý Phàm đẩy cửa, đi vào trong. Trong nhà,
một con huyền điểu lông vũ toàn thân đã mất đi sự sáng bóng đang ngửa đầu đứng thẳng. Tuy trông vẫn uy vũ như cũ, nhưng lại mất đi hơi thở của sự sống. Tiểu Hắc, Lý Phàm vừa nhìn đã nhận ra thân phận của huyền điểu. Đây là tuổi già mà chết sao? Sau khi quan sát một lúc, Lý Phàm không nhịn được ngỡ ngàng nói. Dù cho tuổi thọ có dài hơn tu sĩ rất nhiều, nhưng đã sống từ thời cổ đại đến bây giờ, con thiên mệnh huyền điểu này cũng phải nghênh đón sự kết thúc của sinh mệnh. Nhưng rất nhanh, Lý Phàm đã cảm giác được có chỗ không đúng. Theo lý mà nói, Tiểu Thanh cũng là dị thú cùng thời đại với Tiểu Hắc, mà dựa vào năng lực của chim loan xanh, phải kém xa thiên mệnh huyền điểu. Càng không phải nói, Tiểu Hắc đã dung hợp với thiên mệnh của thế giới nơi này. Không lý nào Tiểu Thanh còn đang sống khỏe, mà Tiểu Hắc đã rơi xuống trước. Chẳng lẽ là, Tiểu Hắc là vì nguyên nhân nào đó, mà hao tổn lượng lớn tuổi thọ của bản thân? Lý Phàm híp mắt lại. Vận chuyển thần thông thiên mệnh tại ngã, lĩnh vực thiên mệnh bảo vệ quanh cơ thể, Lý Phàm khẽ chạm vào thi thể huyền điểu. Phù, như có luồng gió nhẹ thổi qua, trong chớp mắt thi thể Tiểu Hắc biến thành từng hạt nhỏ mịn, phiêu tán không còn tung tích. Đồng thời cùng lúc đó, vô số hình ảnh mơ hồ vụt qua trong đầu Lý Phàm. Đầu tiên nhất, cơ bản giống với chuyện Lý Phàm đã trải qua ở Vẫn Tiên Cảnh. Cùng nhau vui vẻ trưởng thành với Hứa Khắc trong Ngự Thú Tông, gặp được Bạch Tiên Sinh xông vào Sơn Môn, sau đó bị phái tiến đến núi Thánh Thú Nam Minh. Cuối cùng không thể thông qua thử thách Đồng Tâm Hoàn, bị Đế Tam Mô lưu đày đến nay. Khác biệt chính là, trong lịch sử hiện thực thì Tiểu Hắc không nắm bắt được cơ duyên gặp được Bạch Tiên Sinh. Không có tạo hóa chân huyền công, đến nơi thế giới nhỏ này, chỉ có thể dựa vào ký ức thần thông trong huyết mạch của bản thân mà tu hành. Tuy trải qua năm tháng dài dằng dặc, miễn cưỡng đạt, đến thần thông thiên mệnh tại ngã, nhưng cũng đã bị vận mệnh của thế giới nơi này trói buộc lại với nhau. Muốn rời khỏi thế giới này, tuy không phải không được, nhưng cái giá phải trả lại cực kỳ không nhỏ. Nhưng chỉ cần không phải nhiều lần cố tình rời khỏi thế giới ban đầu của mình, hoặc có khi sau khi quay lại lại có thể tiếp tục dùng thiên vận bồi bổ cơ thể, cũng không dễ gì chịu tổn thương chí mạng. Nhưng Tiểu Hắc lại cứ phải làm như vậy. Đây là vì Lý Phàm sắp xếp, tra xem ký ức của Tiểu Hắc sau khi đến thú chủng giới. Lúc mới ban đầu nhất, vì để tránh cho Tiểu Hắc cô đơn, Hứa Khắc còn thường truyền tin đến, kể lại chuyện mắt thấy tai nghe của mình. Tiểu Hắc, ngươi có biết không, cả một đường đi này thật là quá mạo hiểm kích thích rồi. Không những gặp được rất nhiều thế giới nhỏ đặc sắc, còn gặp phải chuyện bị bọn yêu thú truy sát. Ây, lúc ban đầu bọn ta còn cho rằng có ai đó tiết lộ tin tức. Sau đó mới phát hiện, đơn giản là vận khí của bọn ta không tốt, đụng phải một đoàn yêu thú không biết vì sao lại đồng thời xuất hiện trong thế giới nhỏ. Bọn ta ra tay trước, nhưng cuối cùng lại để một con yêu thú trốn thoát được, dẫn đến việc tin tức bọn ta rút lui cũng theo đó mà lộ ra ngoài. Cũng may là bọn ta đã gần đến điểm đến rồi. Tiểu Hắc, Tiểu Hắc, ngươi còn nhớ Bạch Tiên Sinh không? Trước giờ ta nghĩ rằng hắn đã lợi hại lắm rồi. Vậy mà không ngờ hắn còn mạnh hơn những gì ta tưởng tượng. Ta với một nhóm huynh đệ nhận lệnh đến thám thính một thế giới nhỏ trước. Không ngờ vậy mà lại gặp phải một quái vật cực kỳ đáng sợ. Có 9 cái đầu, thân hình to lớn cực độ nằm sấp trên không trung. Mỗi một cái miệng dường như đều có thể xé toạc nuốt mất một phần của thế giới. Vốn dĩ ta nghĩ rằng bản thân mình chết chắc rồi, không thể gặp được Tiểu Hắc ngươi nữa. Nhưng lúc trước lúc ta rời khỏi huyền hoàng giới, Lục Nhai sư huynh có cho một sợi dây đỏ của Bạch Tiên Sinh. Ngay vào lúc ánh mắt quái điểu 9 đầu đó hướng vào ta, từ trong sợi dây đỏ kia bay ra một luồng tơ mảnh. Ta vẫn chưa phản ứng lại kịp, tơ mảnh màu đỏ cứ như một thanh kiếm sắc bén, xé không gian mà bay ra. Trong chớp mắt chém xuống 6 cái đầu của quái điểu đó. Hơn nữa dây đỏ vẫn không rời ra, lại kéo thân hình còn sống sờ sờ của nó xuống đất. Lúc ấy ta xem mà ngây ngốc, Bạch Tiên Sinh thật là quá mạnh rồi. Tiểu Hắc, ta nhận được một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, có thể sẽ không truyền tin cho ngươi trong một khoảng thời gian dài. Thật xin lỗi nha, nhưng cũng không sao, đợi ta quay về là được. Tiểu Hắc, ngươi nói xem, vì sao tu sĩ rõ ràng trước đây là con người, nhưng một khi bước lên con đường tu tiên, lại có thể tàn nhẫn với đồng loại mình như thế kia chứ? Từng cảnh tượng nhanh chóng lướt qua trước mắt Lý Phàm. Thế là Lý Phàm biết được, Hứa Khắc đã từng đến thú chủng giới này, gặp qua Tiểu Hắc một lần. Lúc đó Hứa Khắc đã trở thành một thiếu niên thanh lịch, anh võ bất phàm. Một chủ một tớ gặp nhau,
ở bên đầm nước trong trên đỉnh núi này nói chuyện rất lâu. Sau đó cuối cùng Hứa Khắc vội vã mà đến rồi vội vã mà đi. Tiểu Hắc vốn đòi đi cùng với Hứa Khắc, lại ngại thứ nhất là lúc đó cấm chế mà Đế Tam Mô tạo ra vẫn còn. Thứ hai là Hứa Khắc nói bên ngoài xảy ra biến cố lớn, nó mà theo ra ngoài ngược lại sẽ gặp nguy hiểm. Để Tiểu Hắc ở đây, đợi thời cơ chín muồi, hắn sẽ đến đón Tiểu Hắc rời khỏi. Sau khi ly biệt, hai người lại truyền tin nhiều lần. Chỉ là thời gian cách nhau mỗi lần một lâu hơn, từ giọng điệu trong hình ảnh truyền tin cũng có thể thấy được sự trưởng thành của Hứa Khắc. Cho đến một ngày kia, Tiểu Hắc đột nhiên mất đi cảm ứng của Hứa Khắc. Thân là linh thú bên đời của Hứa Khắc, tuy không còn quan hệ chủ tớ nữa, nhưng giữa bọn họ vẫn có một mối liên hệ huyền diệu nào đó. Dù cho có cách xa ngàn vạn dặm, dù cho có cách nhau bao nhiêu thế giới, Tiểu Hắc vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của Hứa Khắc. Mà bây giờ lại xuất hiện tình huống mất đi cảm ứng này, chỉ có một khả năng, đó chính là Hứa Khắc chết rồi. Các bạn đang nghe chuyện Ta mô phỏng trường sinh lộ của tác giả Phẫn Nộ Đích Ô Tặc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 665, người nghịch vận sẽ chết. Làm thiên mệnh huyền điểu, Tiểu Hắc tất nhiên vô cùng hiểu rõ khí vận Hứa Khắc phi phàm cỡ nào. Khí vận tử kim, tỷ người không gặp được một. Dù đến nơi nào cũng gần như có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn chuyển an, bảo vật vô số dễ như trở bàn tay, cơ duyên không ngừng. Nhân vật giống hắn, sao có thể chết dễ dàng được? Quả thật, khí vận không phải vạn năng. Người mang đại khí vận không đồng nghĩa với thân thể bất tử. Nếu gặp phải kiếp nạn mà mệnh cách khó có thể thừa nhận thì vẫn có nguy cơ vẫn lạc. Nhưng Hứa Khắc ngoại trừ có chỗ dựa là khí vận, hắn còn có dây đỏ của Bạch Tiên Sinh phù hộ. Tuy chỉ là một đoạn dây nhỏ vẫn có thể trọng thương cường giả đứng đầu tộc đàn yêu thú, Xích Cửu Đầu. Thực lực của Bạch Tiên Sinh thật sự mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng. Trong lần trao đổi cuối cùng với Hứa Khắc, Tiểu Hắc biết được dây đỏ trên cổ tay hắn vẫn còn một chút. Tiểu Hắc tin chắc trong huyền hoàng giới này, dù Hứa Khắc gặp phải nguy hiểm gì, dây đỏ còn lại vẫn có thể giúp hắn chạy thoát. Vậy nên, Tiểu Hắc căn bản không thể lý giải và chấp nhận cái chết không rõ của Tiểu Hắc. Nó thề rằng phải biết rõ ràng nguyên nhân Hứa Khắc chết. Sau khi cấm chế của Đế Tam Mô buông lỏng, nó không để ý gông xiềng hạn chế của thế giới này, mạnh mẽ rời khỏi thú chủng giới. Nó định dọc theo quỹ tích nhân sinh Hứa Khắc, dò tìm bí mật khiến hắn chết. Tiểu thế giới phụ thuộc huyền hoàng giới nhiều vô số, chỉ căn cứ vào đôi ba câu nói năm đó mà muốn điều tra rõ chân tướng, tất nhiên là muôn vàn khó khăn. Tuy nhiên thiên mệnh huyền điểu và Hứa Khắc từng là chủ tớ, đã được định mệnh âm thầm dẫn dắt. Sau khi hao tốn nghìn năm, Tiểu Hắc trong một lần trùng hợp, tiến vào một tiểu thế giới khá mênh mông. Trên bầu trời lơ lửng thi thể Xích Cửu Đầu giúp Tiểu Hắc hiểu rõ bản thân rốt cuộc tìm đến đúng nơi. Mà sau khi gặp bạn cũ Chim Loan Xanh, Tiểu Hắc từ lời nàng hiểu được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Sau khi thoát khỏi Ngự Thú Tông, hắn dàn xếp lại bên trong một tiểu thế giới tên là Linh Hư Giới, sau đó trải qua một đoạn thời gian phát triển tương đối bình ổn. Tuy mật độ linh khí ở Linh Hư Giới yếu hơn huyền hoàng giới một chút, nhưng vẫn miễn cưỡng thỏa mãn điều kiện cần để đệ tử môn phái sinh sống. Bởi vì hạn chế pháp không thể đồng tu vẫn tồn tại nên Ngự Thú Tông định ra hai loại phương án tương lai cùng tiến hành song song. Một là tập trung tất cả đệ tử có thiên phú tốt nhất, sau đó để trưởng môn, chư vị trưởng lão thống nhất truyền thụ tri thức cả đời. Ký thác hy vọng vào nhóm người này tương lai có thể thôi diễn công pháp mới, cung cấp cho người trong Ngự Thú Tông tu hành. Hai là nghiên cứu pháp môn dù không tu hành Ngự Thú chân quyết mà vẫn có thể tâm linh tương thông với yêu thú. Một bên là diễn pháp, một bên là ngự thú. Hai loại phương án cùng vẽ song song, nếu cho Ngự Thú Tông đủ thời gian, chưa chắc không thể tái hiện thời kỳ đỉnh phong ngày xưa. Tuy thiên phú ngộ đạo Hứa Khắc không tốt, nhưng lại vô cùng thân cùng thân thiết với yêu thú. Vì thế dưới hiệu lệnh trưởng môn, hắn trở thành một thành viên nghiên cứu phương pháp ngự thú mới. Mỗi ngày quan sát trí bảo Ngự Thú Tông vạn thú chuyển luân, say mê nghiên cứu, thời gian trôi qua không biết ngày tháng. Nhưng mà, chợt có một ngày, Hứa Khắc thu được tin sư huynh Lục Nhai bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Dưới sự khiếp sợ tột độ, hắn không để ý mọi người phản đối, lẻ loi một mình lặng lẽ quay trở về huyền hoàng giới. Lúc đến nơi, chương khí đáng sợ từ cơ thể người phàm xuất hiện, tràn ngập cả tu tiên giới. Sau khi Hứa Khắc trở về huyền hoàng, hắn cũng không tránh khỏi mà bị lây nhiễm loại bệnh này.
Cũng may vận khí hắn không tồi, sau 7 ngày bỗng tự lành không rõ nguyên nhân. Mà lúc này, Lục Nhai hấp hối dường như cảm nhận được Hứa Khắc đã đến, hắn đột nhiên thức tỉnh. Hơn nữa sắc mặt hồng nhuận, hoàn toàn không có dáng vẻ bị trọng thương. Hứa Khắc lại biết đó là Lục Nhai đang hồi quang phản chiếu, đã không còn nhiều thời gian, lập tức cảm thấy đau buồn. Sắc mặt Lục Nhai nhu hòa, lui những người khác, gọi một mình Hứa Khắc đến trước giường. Đêm đó, không ai biết hai người rốt cuộc đã nói gì. Chỉ là từ ngày đó, Hứa Khắc lưu tại địa điểm cũ của Ngự Thú Tông tại Huyền Hoàng. Tận đến khi kế hoạch di rời lớn khởi xướng, hắn làm đại biểu thành viên còn sót lại của Ngự Thú Tông, phụ trách dẫn vô số người phàm di rời đến tiểu thế giới tuyệt linh. Trăm năm dài đằng đẵng trôi qua trong thoáng chốc. Nơi nhóm người phàm cuối cùng tiến về cũng là tiểu thế giới trước kia hắn từng gặp Xích Cửu Đầu. Mà sau khi trợ giúp tất cả người phàm hoàn thành cuộc di rời cuối cùng, Hứa Khắc cũng không biết vì sao lại không trở lại Ngự Thú Tông tại Linh Hư Giới, thậm chí hắn còn chủ động đoạn tuyệt tất cả liên lạc. Từ nay về sau hắn mai danh ẩn tích, dùng thân phận người phàm ẩn cư. Đương nhiên, hắn không đơn thuần sinh hoạt dưới hình thức người phàm. Dưới tình huống không để người khác phát giác, hắn lấy 6 cái đầu bị chém từ Xích Cửu Đầu trước kia trong thế giới này làm nguồn nuôi dưỡng. Dùng một số loại yêu thú tính tình ôn hòa mang theo từ Ngự Thú Tông, bắt đầu bồi dưỡng, sinh ra đủ loại yêu thú biến dị. Hai phi điểu Tiểu Thanh và Tiểu Hồng may mắn luôn luôn đi theo bên người Hứa Khắc, tuy không rõ mục đích của hắn. Nhưng bọn chúng vẫn trợ giúp Hứa Khắc, ghi chép tường tận tất cả thành quả nghiên cứu. Qua mấy đời bồi dưỡng, chủng loại và số lượng yêu thú biến dị ngày càng nhiều. Những yêu thú biến dị này tuy thực lực yếu hơn yêu thú nguyên thủy, nhưng lệ khí trong huyết mạch cũng tương ứng giảm bớt. Ít nhất sẽ không xảy ra chuyện không nguyên nhân mà công kích nhân loại. Cứ như vậy qua rất nhiều năm, số lượng chủng loại dị thú sinh ra trong thế giới này đã đạt đến mức độ cực kỳ phồn thịnh. Chợt một ngày, Xích Cửu Đầu kia không hiểu sao lại lần nữa giá lâm nơi đây. Dường như trong lòng nó vẫn còn sợ hãi, ghé vào trên trời cao quan sát hồi lâu, sau khi không nhìn thấy uy hiếp nào mới yên lòng. Đi cùng nó còn có một con chim đại bàng màu nâu. Cả hai thoạt nhìn vô cùng chật vật, trên người có rất nhiều dấu vết cháy đen. Sớm biết thì ta đã đi cùng đế nhất đại nhân. Đâu phải ở lại Huyền Hoàng giới chịu uất ức như này. Không còn đế nhất đại nhân vĩ đại lãnh đạo, yêu thú chúng ta thật là năm sau không bằng năm trước. Vốn dĩ cho rằng sau khi đại kiếp buông xuống, nhân loại rất nhanh sẽ bị hủy diệt. Đâu ngờ đến, mấy tên lợi hại cứ xuất hiện ùn ùn. Thật sự quá bất công, tên Tử Tiêu Tông còn được, cũng không đến mức thái quá. Nói đến cường giả chân chính, năm đó ta ở nơi này. Hai yêu thú đáng sợ, không hề cố kỵ nói chuyện với nhau trên bầu trời, coi phần đông người phàm trên thế giới này là đồ ăn có thể bổ sung khí huyết. Hi hi, đại ca đừng để ý. Đợi đến khi chúng ta cắn nuốt thế giới này, khôi phục thực lực, lại đi tìm tên này tính sổ. Ánh mắt chim đại bàng nhìn chằm chằm vào người phàm đang run lẩy bẩy phía dưới, nước miếng trực chảy. Nhưng dù sao trong yêu thú cũng phân biệt đẳng cấp. Đại ca, mời ngài trước. Chim đại bàng cố nén sự đói khát trong lòng, lấy lòng nói. Xích Cửu Đầu hừ lạnh, thân hình trong phút chốc bành trướng lần nữa, ba cái đầu mở miệng lớn như bồn máu, ý định nuốt chửng thế giới này vào trong bụng. Tuy nhiên, đúng lúc này, hắn lại thấy được kia một màn màu đỏ quen thuộc. Sao có thể? Lần này Xích Cửu Đầu không có vận khí tốt như lúc trước. Sợi tơ trực tiếp xuyên thủng thân hình nó, kéo nó xuống từ bên ngoài thế giới. Mà chim đại bàng nhìn thấy lão đại bên cạnh nháy mắt đã bị chém giết, lúc này nó sợ đến mức hồn vía lên mây. Nó không quan tâm cái gì mà tình nghĩa đồng tộc, hóa thành một luồng ánh sáng đen, hốt hoảng chạy trốn. Mắt thường người phàm khó có thể thấy được toàn cảnh sự tình. Bọn họ chỉ cảm thấy trước khi hai yêu thú vô cùng hung ác kia làm chuyện ác đã bị tiên nhân chém giết. Bọn họ may mắn thoát một kiếp, gieo hò, miệng ca tụng ân nghĩa oai uy của tiên nhân. Chỉ có Hứa Khắc lẫn trong đám người, vuốt ve dây đỏ lại ngắn đi một đoạn, im lặng không nói. Chương 666, Thánh huyết hóa phàm thai. Thi thể Xích Cửu Đầu vừa lúc giải quyết vấn đề Hứa Khắc. Đó là khi số lượng chủng loại dị thú ngày càng nhiều, sau cái đầu làm nguồn nuôi dưỡng lúc trước đã chậm rãi bị tiêu hao gần hết. Xích Cửu Đầu, tuy một thể nhưng tính cách của 6 đầu lại khác nhau. Có lẽ là bởi vì đặc thù của loại sinh vật độc đáo này mới có thể khiến dị thú được bồi dưỡng ra tiến hóa theo nghìn vạn cách khác nhau.
nếu tài liệu nuôi dưỡng đổi thành yêu thú ngang hàng khác, ví dụ như con đại bàng màu nâu kia cũng chưa chắc đạt được kết quả như thế. Bởi vậy, có thể nói xích cửu đầu đến rất đúng lúc. Trong tính toán của Hứa Khắc, sau khi số lượng chủng loại dị thú đạt đến giá trị nhất định, tuy không cần huyết nhục xích cửu đầu, chỉ dựa vào số lượng chủng loại dị thú khổng lồ cũng đủ để duy trì bọn chúng tự sinh sôi tiến hóa. Vì thế, tiếp đó, Hứa Khắc chuyển trọng điểm tới cách thao túng những dị thú này. Vì vậy dị thú trong thế giới này, phần lớn đều được nuôi dưỡng từ huyết nhục xích cửu đầu, hơn nữa cộng thêm nghiên cứu đã từng về vạn thú chuyển luân. Sau khi trải qua thời gian mấy kiếp người phàm, Hứa Khắc tham khảo ngự thú chân quyết, cuối cùng sáng tạo ra đồng tâm quyết có thể câu thông với dị thú, tiến tới khống chế. Sau khi Hứa Khắc truyền thụ đồng tâm quyết tới người phàm trong kiếm này, nhân loại cũng thông qua việc nắm giữ các dị thú đếm không xuể trong trời đất, hoàn thành thống trị hoàn toàn tiểu thế giới này, thành lập một đế quốc nhân loại. Hứa Khắc được nhóm người phàm xưng tôn quý là thánh đế, mà Tiểu Thanh và Tiểu Hồng, hai vị trước nay luôn làm bạn bên người Hứa Khắc, được xưng là thánh sư. Tuy được nhóm người phàm tôn sùng xưng đế, nhưng tất nhiên Hứa Khắc sẽ không cảm thấy hứng thú với tục sự của người phàm. Hắn trao quyền lực cho cấp dưới, tùy ý nhân loại tự quản lý. Mà bản thân hắn lại ru rú trong nhà, thần bí, ngay cả Tiểu Thanh và Tiểu Hồng cũng không biết hắn đang làm gì. Tận đến một ngày nào đó, Hứa Khắc chợt dẫn một đứa bé trai đến trước mặt hai người các nàng. Hứa Khắc công bố, đây là hậu đại của hắn, là hắn thông qua nghiên cứu phát Minh Thánh huyết hóa thai pháp được đế nhất tặng lúc trước, chuyển hóa tinh huyết thành hậu đại. Cái gọi là thánh huyết hóa thai pháp chính là dùng một phần tinh huyết bản thân chuyển hóa thành phôi thai có thể kế thừa phần lớn trí nhớ bản thân. Không cần cơ thể mẹ dựng dục, chỉ cần dinh dưỡng sung túc, phôi thai có thể lớn lên thành dáng vẻ nhân loại còn nhỏ trong 7 ngày ngắn ngủi. Hơn nữa, thể năng, trí lực đều đạt đến mức tương đối cao. Nhìn thấy nam hài vừa quen thuộc vừa xa lạ, Thanh và Hồng đều cảm thấy ngạc nhiên, đồng thời trong lòng trào lên dự cảm không lành. Quả nhiên, Hứa Khắc dặn dò Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng không cần can thiệp quá phận đến chuyện của đế quốc nhân loại, chỉ khi đế quốc gặp nguy cơ bị diệt tuyệt mới ra tay tương trợ. Người mang huyết mạch thánh thai của hắn cũng chỉ cần làm một hoàng đế bù nhìn là được. Sau khi giao phó tất cả, Hứa Khắc dứt khoát kiên quyết rời khỏi nơi này, không để lộ hướng đi cụ thể đến bất kỳ ai, từ đó biến mất không còn tăm tích. Tận đến ngần ấy năm sau, Tiểu Hắc tìm đến cửa. Tiểu Thanh và Tiểu Hồng cũng cảm giác được khí tức Hứa Khắc biến mất, vậy nên bọn chúng cũng chỉ có thể im lặng chấp nhận sự chỉ trích tức giận của Tiểu Hắc. Tuy nhiên sau khi phát tiết, Tiểu Hắc cũng tỉnh táo lại. Hắn biết rõ tính tình Hứa Khắc, vừa tiêu sái vừa bướng bỉnh. Chuyện hắn đã quyết định, Thanh và Hồng căn bản không thể can thiệp. Sau khi gặp hậu đại Hứa Khắc đã truyền thừa mười mấy đời thánh thai, trong lòng Tiểu Hắc thất vọng. Tuy vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng Hứa Khắc, thậm chí khí tức cũng giống nhau đến mấy phần. Bản thân nàng cũng nhận ra Tiểu Hắc trước, nhưng chung quy vẫn không phải Hứa Khắc. Tiểu Hắc không cả chào hỏi đã trực tiếp rời khỏi đế quốc, từ nay về sau chưa từng quay lại. Những năm về sau, Tiểu Hắc xuyên thẳng đến từng tiểu thế giới, một mực không từ bỏ tìm kiếm nguyên nhân chân chính cho cái chết Hứa Khắc. Nhưng cuối cùng vẫn không có thu hoạch. Hàng năm lang thang bên ngoài thế giới bản nguyên cũng khiến tuổi thọ Tiểu Hắc nhanh chóng suy giảm. Lúc đại nạn sắp buông xuống, Tiểu Hắc về lại nơi gặp mặt cuối cùng với Hứa Khắc. Trong lúc hồi tưởng, yên tĩnh chờ đợi tử vong giáng lâm. Thi thể Tiểu Hắc hoàn toàn hóa thành hạt bụi, hoàn toàn tiêu tán giữa thiên địa. Mà thân hình Tiểu Hắc trên lông vũ huyền điểu trong thể nội Lý Phàm cũng ngày càng sinh động. Tiểu Hắc từng hòa làm một thể với thiên địa thú chủng giới. Tuy thọ hết thân chết, nhưng trải qua ta hội tụ thiên vận rời rạc, cộng thêm lông vũ trên người hắn, có lẽ có thể coi như trọng sinh theo ý nghĩa nào đó. Tuy nhiên, tuy thật sự thành công, Tiểu Hắc này cũng không phải Tiểu Hắc kia. Lý Phàm khẽ lắc đầu, rời khỏi nhà gỗ, đi đến đầm nước trên đỉnh núi. Đưa tay phải, ngay sau đó, một bình ngọc màu nâu có chứa tinh huyết Hứa Khắc bay ra từ dưới nước, lọt vào trong lòng bàn tay Lý Phàm. Trên bình có mấy tầng cấm phế phong ấn của Tiểu Hắc giúp, giọt tinh huyết đó trải qua hơn nghìn năm mà vẫn còn hoạt tính. Tạm thời không vội, trước tiên làm rõ bí mật trong bức tượng hàn dịch rồi tính tiếp. Lý Phàm trầm ngâm một lát, thu hồi bình ngọc. Hắn bước từng bước, về lại trên ngọn tháp ba chân màu đen. Trong cảm nhận của hắn, các ngõ ngách bên trong thú chủng giới đều có bóng người đệ tử Dược Vương Tông bận rộn.
Nhìn động tác bọn họ giống như đang chạm trổ một loại trận pháp nào đó trên mặt đất. Liễu lão, các ngươi đang làm gì đấy? Cẩn thận quan sát một lát, vậy mà không thể nhận ta lai lịch trận pháp này, Lý Phàm không khỏi hiếu kỳ hỏi. Hi hi, đây chính là chủ ý của ta. Không đợi Liễu Tam nói chuyện, Phương Tái Tể đã cướp tranh công nói. Tuy diện tích thế giới này khá rộng lớn, đủ để các đệ tử hoạt động thoải mái. Nhưng dù sao linh khí quá loãng, ở lâu sẽ tu hành bất lợi. Mà trong Trường Sinh Cốc, linh khí vô cùng nồng đậm. Vậy nên chúng ta kế hoạch chuyển một phần linh khí từ Trường Sinh Cốc đến nơi này. Đương nhiên, tất cả phải dưới điều kiện không ảnh hưởng đến sự sinh trưởng thảo dược bên trong Trường Sinh Cốc. Phương Tái Tể bổ sung. Lúc này Liễu Tam cũng nói, để an toàn, ta đã mệnh lệnh các đệ tử tiến hành điều tra, xem có thông đạo khác tồn tại hay không. Một khi phát hiện, ta và Lão Phương sẽ liên thủ, phong tỏa thông đạo. Cứ như vậy, bên ngoài chỉ có thể tiến vào nơi đây từ Trường Sinh Cốc. Mà một khi Trường Sinh Cốc bị tập kích, chúng ta không thể ngăn cản. Đến lúc đó cũng chỉ có thể mở lại thông đạo, thong dong rút lui. Như thế, sự an toàn Dược Vương Tông chúng ta được cam đoan chắc chắn. Vẻ mặt Liễu Tam đắc ý giải thích, làm phiền hai vị lo lắng. Lý Phàm nghe vậy, cũng lộ ra vẻ mặt vô cùng hài lòng, gật đầu nói. Sau khi giao công việc liên thông Trường Sinh Cốc và Thú Chủng Giới cho hai người Liễu Tam quản lý, Lý Phàm cầm theo lông vũ huyền điểu chứa thiên vận đầy bằng một tiểu thế giới. Lần thứ hai đi tới bên cạnh tượng đá Hàn Dịch. Cảm nhận được lực hấp dẫn to lớn ập tới, Lý Phàm vừa động tâm niệm, không ngừng có khí vận từ lông vũ huyền điểu trào ra, triệu tiêu lực hấp dẫn. Đồng thời tốc độ nhanh đến cực hạn, bay về hướng Hàn Dịch. Các bạn đang nghe chuyện ta mô phỏng Trường Sinh Lộ của tác giả Phẫn Nộ Đích Ô Tặc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 667, Trảm Vận Nhập Quy Khu. Mỗi một tấc tiến lên, lực hấp dẫn khí vận truyền đến xung quanh ngày càng mạnh. Thiên vận thế giới cất chứa bên trong lông vũ huyền điểu điên cuồng tuôn trào như mở đê xả lũ, khiến Lý Phàm hơi biến sắc. Khả năng hút khí vận của tượng đá Hàn Dịch này còn vượt qua tưởng tượng của hắn. Nếu là tu sĩ tầm thường, e rằng chớp mắt đã bị hút khô toàn bộ khí vận. Vận rủi quấn thân, chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. E rằng dù là người đại khí vận như Hứa Khắc cũng không kiên trì được bao lâu. Tuy nhiên, khí vận một cá thể đơn, độc quả thật không thể chống đỡ được quá lâu trước mức độ hút khí vận này, nhưng cả khí vận cả thế giới lại khác. Dù sao, tốc độ tượng đá này hấp thụ khí vận phải có một giới hạn cao nhất. Ngay cả khi lúc này Lý Phàm nhanh chóng phi độn, đã sắp tới bên cạnh tượng đá. Nhưng so sánh khi vận bị sói mòn mỗi khắc với trữ lượng bên trong lông vũ huyền điểu cũng chỉ như hạt cát trong sa mạc thôi. Lý Phàm tính toán, dù hắn đứng yên chỗ này để tượng đá thỏa thích hấp thụ, sợ rằng cũng cần ước chừng nửa ngày mới có thể bị bòn rút sạch sẽ. Đây gọi là thần thông không bằng thiên mệnh. Lần thứ hai điều động thiên vận thế giới trong lông vũ huyền điểu, hình thành vùng phòng ngự bao quanh thân, bảo đảm bản thân an toàn tuyệt đối, lúc này Lý Phàm mới lẳng lặng đánh giá tượng đá Hàn Dịch phía trước. Khuôn mặt hoảng sợ, ánh mắt tuyệt vọng, sinh động như thật. Thời gian dường như đóng băng trên người hắn, dừng lại khoảnh khắc chịu vết thương chí mạng này. Hẳn là sau khi Hàn Dịch gặp Ngư Phụ mới trở thành dáng vẻ này. Đây là thủ đoạn Ngư Phụ hay là hiệu quả thiên vận kinh? Lý Phàm không hành động thiếu suy nghĩ, mà cẩn thận quan sát. Sống không ra sống, chết không ra chết. Kỳ lạ. Lần trước Lý Phàm thông qua Vân Thủy Huyễn Mộng Công mà có chút hiểu biết về thiên vận kinh. Tuy nhiên trong đó dường như cũng không đề cập đến loại pháp môn biến hóa quỷ dị này. Nếu nói đến thứ tương tự, hẳn là một pháp môn tên là thần thông trảm vận quy khu. Khi gặp phải nguy cơ sinh tử có thể chặt đứt khí vận bản thân. Nói cách khác chặt đứt tất cả liên hệ với thế giới, tiến vào cảnh giới quy su vô không vô ngã. Trong trạng thái này, tuy nhục thân, tư duy hoàn toàn đình trệ. Nhưng nếu như lẩn trốn bên trong hư không, ở thế giới bên ngoài thì không thể bị người khác phát hiện. Cảnh giới quy su sẽ kéo dài trong thời gian khác nhau như mấy tháng thậm chí mấy năm, tận đến khi nguy cơ ngoại giới hoàn toàn đi qua mới từ từ khôi phục bình thường. Đây xem như là một pháp môn có tác dụng phụ cực mạnh nhưng khả năng bảo mệnh cũng vô cùng xuất sắc. Có lẽ là công kích của Ngư Phụ và Trảm Vận Quy Khu hỗ trợ lẫn nhau mới dẫn đến pho tượng đá này. Sau khi quan sát hồi lâu, Lý Phàm hơi hiểu được. Tuy Hàn Dịch thi triển thần thông bảo mệnh này, nhưng dù sao chênh lệch thực lực với Ngư Phụ quá lớn.
hắn chưa kịp tiến vào trạng thái quy xu đã bị chiêu thức ngư phụ đánh trúng. Ngư phụ có lẽ cũng không có sát ý với Hàn Dịch, chỉ muốn từ trong đầu hắn tìm được manh mối liên quan đến thiên sát kiếm. Nhưng dù vậy, đó cũng không phải thứ Hàn Dịch có thể thừa nhận. Hắn bị tác động, biến thành dáng vẻ tượng đá như bây giờ. Cái gọi là trảm vận, chính là trả lại khí vận cho trời, vứt bỏ khí vận. Mà hiện giờ lại trở thành hút khí vận từ ngoại giới. Đây là bởi vì công kích ngư phụ ư. Hồi tưởng trong đầu nhanh chóng quay ngược, vẻ mặt Lý Phàm ngưng trọng. Không lâu sau đó, Lý Phàm phục hồi tinh thần từ trong suy nghĩ, hắn nhìn về phía Hàn Dịch, ánh mắt lạnh như băng. Nếu chỉ đơn thuần là cảnh giới quy xu, sớm hay muộn sẽ một ngày tỉnh lại. Nhưng có ngư phụ lẫn vào, với trạng thái bây giờ của ngươi, cả đời cũng không thể khôi phục bình thường. Sống không bằng chết, vậy để ta giúp ngươi giải thoát. Nói xong, Lý Phàm chỉ một ngón tay, phát động tử tiêu quan hồn thuật với Hàn Dịch. Giờ phút này, tư duy Hàn Dịch bị bủa vây trong sự bất động tuyệt đối. Bởi vậy, Lý Phàm không hề chịu trở ngại, vẫy vùng trong đầu Hàn Dịch. Tất cả bí mật, thậm chí mặt âm u nhất trong lòng Hàn Dịch đều bị Lý Phàm nhìn thấu không sót gì. Có thể nói, Lý Phàm lúc này còn hiểu Hàn Dịch hơn chính hắn. Sau khi cướp lấy toàn bộ suy nghĩ trong đại não Hàn Dịch không sót thứ gì, Lý Phàm bấm tay bắn ra một luồng kiếm quang đen nhánh. Nhanh chóng xuyên thủng tượng đá. Trong chớp mắt, tượng đá vỡ thành vô số hạt cực nhỏ, tan biến vào trời đất. Cùng lúc đó, vùng hút khí vận xung quanh tượng đá cũng biến mất trong chớp mắt. Bầu trời trên đỉnh đầu không chỉ không có dị tượng khi tu sĩ vẫn lạc, mà lại phát sinh một cơn gió lốc tại chỗ. Khí vận bị Hàn Dịch hấp thụ trong khoảng thời gian này cũng vì Hàn Dịch biến mất mà trở lại trời đất lần nữa. Lý Phàm tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ duyên khó có được này, hắn sử dụng Long Vũ Huyền Điểu, thừa dịp những khí vận rời rạc vô chủ này còn chưa hoàn toàn tiêu tan, nuốt chửng toàn bộ. Sau đó hắn lặng yên bỏ chạy trước khi mọi người phát hiện bất thường ở nơi này. Hắn quay lại Trường Sinh Cố, không quấy rầy đám người Liễu Tam vẫn đang bận rộn. Lý Phàm tiến vào trong mật thất tông chủ tu luyện, đặt bình ngọc màu nâu chứa tinh huyết Hứa Khắc và nguyên liệu luyện chế phân thân ở trước mặt. Hắn đang định động thủ, nhưng trong lòng chợt ẩn ẩn sinh ra cảm giác không ổn. Hiện giờ ta là Nguyên Anh sơ kỳ, cảnh giới phân thân luyện chế thành sẽ bị hạn chế còn kim đan viên mãn. Ta muốn để phân thân tu luyện thiên vận kinh của Hàn Dịch, nếu như luyện chế phân thân ra trước, để hắn tự mình tu luyện đột phá. Nói không chừng bình cảnh thiên chi ách còn cứng rắn hơn mấy lần so với bản tôn, đúng là uổng công chỉ hoãn thời gian. Không bằng để bản tôn tu luyện trước, đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ, như vậy mới có thể làm ít lời nhiều. Lý Phàm trầm ngâm, tạm thời thu hồi tài liệu, đi đến bầu trời thú chủng giới. Ta dùng ngũ hành động thiên thăng cấp Nguyên Anh, muốn đột phá nhanh chóng, tốt nhất là cảm ngộ lượng lớn lý lẽ ngũ hành. Nếu ở huyền hoàng giới có lẽ còn cần ta tốn sức đi tìm kiếm một phen. Nhưng ở thú chủng giới này, thiên địa vận hành, ngũ hành lưu truyền, tất cả trong một ý niệm của ta. Tuy mức năng lượng của tiểu thế giới thấp hơn một tầng, hơn nữa có vết xe đổ tiểu hắc trước đó, không thể nảy sinh quá nhiều dây dưa. Nhưng đó cũng đủ trợ giúp ta, nhanh chóng tu hành đến Nguyên Anh trung kỳ. Lý Phàm nhắm mắt, trong chớp mắt, trên trời cao dường như xuất hiện một cái phễu đảo ngược. Lực ngũ hành duy trì thú chủng giới vận chuyển bị hấp thu chậm rãi, tiến vào bên trong. Lực ngũ hành va chạm lẫn nhau, thỉnh thoảng phát ra tiếng nổ rất to. Trên bầu trời cũng biến thành đủ màu sắc rực rỡ, tráng lệ sặc sỡ. Liễu Tam và Phương Tái Tể ngẩng đầu, bọn họ mơ hồ nhìn thấy Lý Phàm đang đứng yên trên bầu trời, khẽ gật đầu. Thiếu chủ tiến hành tu hành, khí thế quá phi phàm. Rất có phong phạm năm đó của lão chủ nhân. Liễu Tam khá vui mừng nói. Hi hi, ta thấy Liễu Như Trần cũng chẳng bằng hắn. Phương Tái Tể không hề giữ mặt mũi cho Liễu Tam, nói ngược lại. Sắc mặt Liễu Tam cứng đờ, tuy nhiên thái độ khác thường không phản bác. Cho giỏi hơn thầy là chuyện tốt. Nếu không Dược Vương Tông chúng ta khác gì dẫm lại vết xe đổ. Là chuyện tốt. Liễu Tam lặp lại. Lệnh chúng đệ tử không được quấy nhiễu Lý Phàm tu hành. Hai người lại liên thủ bố trí cấm chế phòng ngự xung quanh Lý Phàm xung quanh, lúc này mới yên lòng. Thời gian trôi qua, Lý Phàm chìm đắm trong tu hành. Trong nháy mắt, 2 năm trôi qua. Chương 668, tâm ý muốn thăng tiên. Tất cả như nước chảy thành sông, không hề bế tắc. Sau khi Lý Phàm tỉnh táo lại khỏi bế quan, hắn đã thành công đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ.
đã là năm định neo thứ 17 rồi à. Dù sao chỉ có ngộ đạo đan hỗ trợ, thiếu công hiệu khải linh của thiên huyền kính, bị chậm không ít. Kiểm tra tình hình bản thân, quy mô ngũ hành động thiên trong thể nội bành trướng hơn 3 lần so với nguyên anh sơ kỳ. Bên trong các động thiên cũng ngày càng tuôn trào sinh cơ phong phú, không yên lặng đến mức tĩnh mịch như lúc trước. Nhưng cách cấp độ nảy sinh tạo hóa hiển nhiên vẫn còn một khoảng cách không xa. Thế nhưng lực ngũ hành luân chuyển nhanh hơn nhiều, giống như có thứ gì đang ấp ủ bên trong thế giới động thiên. Hiện giờ Lý Phàm đã hoàn toàn nắm rõ ngũ hành động thiên và tiểu thế giới thú chủng này trong tay. Có thể coi như sự tồn tại cùng loại với thiên đạo. Nhưng tỉ mỉ so sánh hai thứ này, Lý Phàm phát hiện ra rất nhiều điểm khác biệt. Ngũ hành động thiên đánh cắp từ huyền hoàng giới. Tuy dùng tân pháp cường hóa nhét vào bản thân, nhưng giống như dù là thân thể của chính mình nhưng người phàm cũng không thể khống chế hoàn toàn. Sự vận chuyển, diễn hóa của động thiên, phần lớn đều là hành vi tự phát của động thiên, là kết quả của một loại quy luật nào đó tự mình diễn sinh. Tuy có thể rõ ràng cảm nhận được mỗi một biến hóa phát sinh bên trong động thiên, nhưng Lý Phàm trước mắt lại chưa thể hoàn toàn lý giải, càng đừng nhắc tới cải biến, sáng tạo một cách tùy tâm sở dục. Mà thú chủng giới lại khác. Mưa gió sấm chớp, băng tuyết lưu hỏa, pháp tắc thế giới dường như chỉ nằm trong một ý niệm của hắn. Chỉ cần Lý Phàm nguyện ý, thú chủng giới có thể trong phút chốc cố định trong cùng một trạng thái, đồng thời, sau này vĩnh viễn không phát sinh thay đổi. Đồng thời, Lý Phàm cũng có thể tận tình cải tạo thú chủng giới dựa theo ý nguyện bản thân. Nhất niệm nâng dãy núi, nhất niệm san trăm sông cũng chỉ là chuyện tầm thường. Dưới tình huống bình thường, tuy sử dụng phương pháp nào đó cướp toàn bộ thiên vận của tiểu thế giới, ban đầu cũng không thể đạt tới cảnh giới tùy tâm sở dục giống ta như vậy. Còn cần năm này tháng nọ để cảm ngộ, cộng minh cùng bản nguyên thế giới. Nhưng tiểu hắc đã giúp ta hoàn thành quá trình này. Ta chỉ là kế thừa y bát của nó, kiếm món lời to thôi. Lý Phàm nhìn thấy hình ảnh quen thuộc bên trong lông vũ huyền điểu ở thể nội, lập tức hiểu rõ. Lực chú ý trở lại thú chủng giới, trải qua 2 năm, nơi này có thể nói đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chưa kể đến nồng độ linh khí tăng đến mức chỉ yếu hơn huyền hoàng giới một bậc, ngay cả đại địa hoang vu bây giờ cũng đã sinh cơ bừng bừng. Các loại linh thực thảo dược được gieo trồng tách biệt, chăm chỉ cần mẫn lao động trên linh điền, bất ngờ chính là từng con thú loại. Trên cổ chúng nó không còn nhìn thấy vòng ngự thú phương tái tể nói lúc trước. Thần niệm Lý Phàm đảo qua cả thế giới, phát hiện chỉ có trên người mấy con dị thú thực lực mạnh mẽ nhất mới có dấu vết bị khống chế. Khống chế phía trên ắt có thể khống chế bên dưới, đối phó những thú loại này quả thật không cần lãng phí quá nhiều tâm trí. Liễu Tam và Phương Tái Tể hiện tại cũng không ở thú chủng giới. Lý Phàm xuyên qua thông đạo không gian, đi vào trong trường sinh cốc, mới phát hiện hai người bọn họ đang súng lại một chỗ, dường như đang thảo luận điều gì. Cảm nhận được khí tức Lý Phàm xuất hiện, trên mặt hai người lộ ra vẻ mặt vui mừng. Tông chủ, ngươi xuất quan rồi, đã xảy ra chuyện gì? Sao ta cảm giác ánh mắt các ngươi khá nghiêm túc? Trước mặt hai người, Lý Phàm lên tiếng hỏi. Chúc mừng tu vi thiếu chủ lại được tinh tiến. Liễu Tam đánh giá Lý Phàm, lộ ra tia tươi cười. Phương Tái Tể lại trực tiếp giải thích nguyên nhân tại sao hắn và Liễu Tam lại nghiêm trọng như vậy. Ước chừng nửa năm trước, có một đám tu sĩ Vạn Tiên Minh điều khiển Phổ Hiền Chân Chu đi vào bên trong xương trắng. Ban đầu, Liễu Tam còn tưởng rằng mục tiêu bọn họ là Trường Sinh Cốc, sốt sắng như lâm đại dịch. Thậm chí còn điều động toàn bộ tu sĩ trong Dược Vương Tông, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào. Nhưng rất nhanh, Liễu Tam phát hiện chỉ là một trận sợ bóng sợ gió. Tu sĩ Vạn Tiên Minh căn bản không dừng lại tại lối vào Trường Sinh Cốc, mục đích bọn họ dường như hướng về phía sâu hơn trong xương trắng. Điều này khiến Liễu Tam thở phào nhẹ nhõm, cho rằng nhóm tu sĩ Vạn Tiên Minh có thể chỉ ngẫu nhiên đi ngang qua. Tuy nhiên chuyện xảy ra tiếp theo khiến Liễu Tam ý thức được bản thân sai hoàn toàn. Trong nửa năm này, cứ một khoảng thời gian, hơn chục chiến Phổ Hiền Chân Chu chở đầy tu sĩ lái vào bên trong phía sâu xương trắng. Bọn họ giống như đang chấp hành nhiệm vụ nào đó, tản ra tinh thần nghiêm nghị. Ngẫu nhiên cũng có tu sĩ rút lui trở về từ sâu trong xương trắng, dáng vẻ bi thảm. Tu vi những tu sĩ phổ biến này cũng không tính là quá cao, nhưng để an toàn nên Liễu Tam cũng không nhìn trộm cặn kẽ, chỉ nhìn từ xa mấy lần. Tuy nói, mục tiêu những tu sĩ Vạn Tiên Minh này không phải Dược Vương Tông, nhưng số lần bọn họ đi ngang qua cũng quá nhiều. Không ai dám cam đoan, dưới cơ duyên xảo hợp,
bọn họ có thể phát hiện trường sinh cốc hay không? Mà sau khi phát hiện, bọn họ có thể phát sinh xung đột với Dược Vương Tông hay không? Vậy nên trong khoảng thời gian này, Liễu Tam và Phương Tái Tể vẫn luôn căng thẳng đầu óc. Đây là hành động bí mật của Vạn Tiên Minh hay là hành động khua chiêng gõ trống? Tu sĩ bình thường trong Vạn Tiên Minh có biết chuyện này không? Nghe hai người hội báo xong, ánh mắt Lý Phàm chớp động, hỏi. Tu sĩ tầm thường ngược lại không biết quá rõ tình hình. Ít nhất hiện tại chúng ta thăm dò được như vậy. Phương Tái Tể hồi đáp. Lý Phàm trầm ngâm một lát, nói, việc này hơi kỳ hoặc, lấy bất biến ứng vạn biến. Đợi ta ra ngoài tìm hiểu rõ thực hư rồi quyết định. Hai người cực kỳ tin tưởng vào năng lực Lý Phàm, lập tức đồng ý. Sau đó, Liễu Tam lấy ra 12 bình ngọc, đưa tới, đây là đan dược ta luyện chế được trong khoảng thời gian này. 9 bình tổng cộng 81 viên trường sinh đan, 2 bình tổng cộng 20 viên thái thượng vô tình đan. Còn có một viên, Liễu Tam dừng một chút, khuôn mặt hơi cổ quái, chính là tâm ý thăng tiên đan. Liễu lão vất vả rồi. Lý Phàm thu hồi đan dược còn lại, cầm bình ngọc chứa tâm ý thăng tiên đan trong tay, muốn mở ra xem xét. Nhưng hắn chợt bị Liễu Tam ngăn lại. Đan dược này, chẳng lẽ có chỗ nào không ổn? Lý Phàm nhíu mày hỏi. Liễu Tam cười khổ, viên đan này tuy không độc, nhưng thực tế sự nguy hại của nó lại không thua bất kể loại độc dược nào trong thiên hạ. Tâm ý thăng tiên đan là một loại đan dược kỳ lạ sinh ra với xác suất rất nhỏ trong quá trình luyện chế thái thượng vô tình đan. Bất kể tu sĩ nào sau khi nuốt đan này đều sẽ sinh ra ảo giác đốn ngộ đại đạo, sắp đạp đất thành tiên. Phương Tái Tể giải thích, hơn nữa, càng dùng nhiều, loại ảo giác này sẽ càng mãnh liệt. Đến cuối cùng, để có thể thưởng thức tư vị thăng tiên, những tu sĩ nghiện ngập kia có thể bất chấp làm tất cả mọi loại chuyện. Lý Phàm theo bản năng nắm chặt bình ngọc trong tay. Hắn đã biết tâm ý thăng tiên đan này là thứ đồ gì. Năm đó, bởi vì loại đan này đã từng gây nên quá nhiều phiền toái, vậy nên dưới sự cai trị của thập tông tiên đạo đã bị liệt vào hàng tuyệt đối cấm. Tuy nhiên, các đệ tử đã thử tìm hiểu, Vạn Tiên Minh hiện giờ lại chưa từng nghe nói đến loại đan cấm này. Ta nghĩ thứ này có thể hữu dụng với thiếu chủ nên không tiêu hủy, Liễu Tam nói. Các bạn đang nghe chuyện ta mô phỏng trường sinh lộ của tác giả Phẫn Nộ Đích Ô Tặc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 669, Luyện chế thân hoàn mỹ. Khả năng gây nghiện của tâm ý thăng tiên đan này như thế nào? Lý Phàm lắc lắc bình ngọc trong tay, hứng thú hỏi. Càng gần cảnh giới chân tiên trong truyền thuyết, sau khi dùng, càng khát vọng nó hơn. Sắc mặt Liễu Tam vô cùng ngưng trọng. Có lẽ chỉ có người tâm trí siêu tuyệt mới có thể chống đỡ được dụ hoặc từ một viên. Nhưng, Liễu Tam lắc đầu, ít nhất ở niên đại chúng ta cũng cực ít khi nghe nói có nhân vật bậc này. Ánh mắt Lý Phàm chớp lóe, thu hồi bình ngọc. Nếu sau này Liễu lão lại luyện chế ra loại đan này, nếu có thể thì lưu trữ lại. Có lẽ sẽ hữu dụng trong thời khắc mấu chốt, Lý Phàm dặn dò. Liễu Tam gật đầu đồng ý. Đúng rồi, còn phải làm phiền Phương tiên sinh luyện chế mấy món pháp bảo phòng thân cho ta. Lúc này Lý Phàm lại nhìn về phía Phương Tái Tể nói. Ồ, tông chủ muốn pháp bảo dạng nào? Nhắc tới đến sở trường bản thân, Phương Tái Tể rất hào hứng. Ít nhất có thể bỏ qua công kích tu sĩ hóa thần thông thường. Phương tiên sinh chắc hẳn có thể làm được chứ. Ở cùng một khoảng thời gian, Lý Phàm hiểu rõ tính nết Phương Tái Tể, hắn cố ý đè thấp yêu cầu, vừa cười vừa nói. Quả nhiên, tính sĩ diện của Phương Tái Tể bị kích thích, thiểu chủ quá mức coi thường ta. Đừng nói là tu sĩ hóa thần, ngay cả pháp bảo có thể ngăn cản tu sĩ hợp đạo cũng có gì khó với ta. Tuy nhiên, tài liệu cần có thể nhiều hơn chút thôi. Phương Tái Tể lẩm bẩm. Mắt thấy đây là yêu cầu của thiếu chủ, lại liên quan đến vấn đề bảo mệnh, lúc này Liễu Tam nói chuyện, không sao. Trong Dược Vương Đỉnh vẫn còn chút tài liệu, có thể đủ cho ngươi chế tạo. Lúc này Phương Tái Tể ngây ngẩn cả người, bên trong Dược Vương Đỉnh có đồ. Không thể chứ, ta nghiên cứu nó lâu như vậy, sao lại chưa từng phát hiện? Liễu Tam lạnh lẽo cười, xem ra trình độ của ngươi vẫn còn kém lắm. Dứt lời, Liễu Tam phi độn vào bên trong Dược Vương chân đỉnh. Sau một lát, hắn quay lại. Hắn ném một cái nhẫn chữ vật cho Phương Tái Tể. Phương Tái Tể tiếp nhận nhẫn, sau khi xem xét một chút thì chợt la lớn, huyền vi cổ trúc, mặc ma kim, tử tinh xa. Sao lại có được nhiều đồ tốt như vậy? Liễu Tam cười nhạo,
giọng điệu khinh thường, dù nói thế nào, Dược Vương Tông chúng ta cũng là môn phái Phú Giáp một phương. Nếu đã quyết định rút lui, sao lại không làm tốt công tác chuẩn bị vẹn toàn? Chợt nghĩ tới điều gì, sắc mặt Liễu Tam lại trở nên hơi ảm đạm. Ngươi đừng nhiều chuyện như vậy, chuyên tâm giúp thiếu chủ luyện chế pháp bảo hộ thân là được. Nếu tài liệu không đủ, có thể yêu cầu thêm từ ta. Lần này Phương Tái Tể không phản bác, hắn đắc ý nhìn các loại thiên tài địa bảo trong nhẫn, bắt đầu tính toán nên luyện chế loại pháp bảo nào. Tiên sinh có thể giúp ta luyện chế một bộ áo trắng, một chiếc quạt giấy. Lúc này, Lý Phàm chợt đề nghị. Áo trắng, quạt giấy. Phương Tái Tể nhất thời ngạc nhiên. Tuy nhiên hắn nhìn thấy ánh mắt chắc chắn của Lý Phàm, Phương Tái Tể đành phải ngờ vực đồng ý. Tạm thời tạm biệt hai người, Lý Phàm đi vào trong mật thất bế quan. Một lần nữa lấy tinh huyết Hứa Khắc và một số nguyên liệu, hắn dựa theo ngoại hình Hứa Khắc trưởng thành trong trí nhớ tiểu hắc, tiếp tục tăng cao giá trị nhanh sắc, tụ tinh ngưng thần luyện chế phân thân. Bộ phân thân này liên quan đến thu hoạch công pháp Tọa Sơn Quyết, vậy nên Lý Phàm còn nghiêm túc, cẩn thận hơn trước đó. Ước chừng sau 7 ngày 7 đêm, một bộ thân thể nam tử có thể xưng là hoàn mỹ xuất hiện trước mặt Lý Phàm. Khuôn mặt tuấn lãng phi phàm, làn da trắng nõn như sứ. Trong mắt dường như có tia sáng chớp động, khóe miệng mỉm cười, giống như trích tiên trên trời. Lý Phàm nhìn thấy bộ phân thân này cũng không khỏi bị dung mạo tuyệt thế của hắn hấp dẫn, thậm chí xuất thần trong khoảnh khắc. Lúc này, hắn mới phát hiện vì tận lực đề cao dung nhan phân thân. Trong quá trình luyện chế, hắn không rõ từ lúc nào đã tham khảo người tuấn mỹ nhất từng gặp, khuôn mặt Bạch Tiên Sinh. Điều này cũng khiến bộ phân thân này bỗng nhiên có vài phần rất giống Bạch Tiên Sinh. Đương nhiên, cũng chỉ là rất giống mà thôi. Khuôn mẫu chính vẫn dựa theo ngoại hình Hứa Khắc, chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Ngoại hình phân thân quá mức hoàn mỹ, dù xảy ra một chút thay đổi nhỏ ngoài ý muốn, Lý Phàm cũng không có ý định luyện chế lại lần nữa. Hơn nữa tinh huyết Hứa Khắc đã bị tiêu hao hết, nếu luyện chế lại, hiệu quả cũng thua xa bộ phân thân này. Lý Phàm nhìn chằm chằm phân thân trước mắt, sau một hồi trầm ngâm, cuối cùng hắn chỉ tay, kích hoạt phân thân. Cảm giác tồn tại đồng thời hai loại thị giác lại xuất hiện lần nữa. Tuy cảnh giới Nguyên Anh, nhưng cũng chỉ là một bộ xác không mà thôi. Nhưng mà không sao. Phân thân mặc quần áo, ngồi trên mặt đất, bắt đầu tu hành Thiên Vận Kinh. Bản tôn lại lấy Lông Vũ Huyền Điểu, giao cho phân thân. Lấy Nguyên Anh tu luyện công pháp trúc cơ, căn cơ mạnh như thác đổ. Hơn nữa trong Lông Vũ Huyền Điểu chứa đựng thiên vận thế giới có thể coi như khủng bố. Bởi vậy, gần như trong nháy mắt, phân thân đã dung nhập Lông Vũ Huyền Điểu vào trong thể nội, hoàn thành trúc cơ. Trúc cơ kỳ tất nhiên còn xa mới đủ yêu cầu nhiệm vụ của phân thân, cần tiếp tục tăng cảnh giới. Lý Phàm bóp nát một viên linh thạch cực phẩm, linh khí vô cùng tinh thuần nháy mắt hình thành một cơn gió xoáy trong mật thất, điên cuồng trần vào trong thân thể phân thân. Phân thân giống như cá voi hút nước, chuyển hóa tất cả linh khí. Chỉ trong thời gian nửa ngày, một viên kim đan thành hình trong đan điền phân thân. Bên ngoài kim đan, thỉnh thoảng lóe lên một vầng sáng màu tím nhàn nhạt, thoạt nhìn có một luồng quý khí đặc thù. Tuy kim đan đơn pháp, nhưng thiên vận chi pháp này có thể coi như đặc chế cho phân thân. Hơn nữa tinh huyết Hứa Khắc vốn có một loại liên hệ đặc thù với Lông Vũ Huyền Điểu. E rằng uy năng không thua kém kim đan tứ pháp. Lý Phàm vừa lòng gật đầu. Sau kim đan chính là Nguyên Anh. Dưới tình huống bình thường, để ngụy trang hoàn mỹ còn cần tìm một động thiên để phân thân thôn phệ. Nhưng có thú chủng giới tồn tại cũng bớt đi loại phiền toái này. Tâm niệm vừa động, bản tôn dẫn theo phân thân đi vào bên trong thú chủng giới. Với cảm ngộ của phân thân, hắn thao túng thiên vận thú chủng giới còn thông thuận tự nhiên hơn bản tôn Lý Phàm. Quả nhiên giữa người với người không thể vơ đũa cả nắm. Nhận thấy chênh lệch giữa hai người, Lý Phàm không khỏi hơi cảm thán. Phân thân nhắm mắt, đứng giữa hư không. Linh khí trong thế giới từ bốn phương tám hướng tụ hội về phía hắn. Điều đáng sợ hơn là từng ngọn núi, từng dòng sông trong thú chủng giới bay lên trời, hướng về dưới thân Lý Phàm. Núi sông đè ép, hình thành một động thiên loại nhỏ hơi co lại bằng tốc độ gấp nghìn vạn lần tự nhiên. Một màn phô trương thanh thế này tất nhiên đã kinh động đến đệ tử Dược Vương Tông. Nhưng khi nhìn thấy tông chủ Lý Phàm ở đó, tất cả không dám làm càn. Tất cả ánh mắt tụ lại trên thân nam tử tuấn mỹ khó có thể miêu tả bằng ngôn ngữ, không muốn rời đi. Âm thầm suy đoán thân phận thực của hắn, cướp lấy gần 1/30 thiên địa từ thú chủng giới, tạo thành thú chủng động thiên.
phân thân nuốt động thiên vào thể nội trước mắt bao người. Chương 670, Đồng Mộng Ngự Siêu Hồn. Nguyên Anh đã thành, phân thân càng thêm khí chất xuất trần, di thế độc lập. Đừng nói những đệ tử bình thường của Dược Vương Tông đều ngây ra, ngay cả Liễu Tam và Phương Tái Tế phát hiện ra động tĩnh vội vàng chạy tới, cũng không khỏi có hơi giật mình. Với tinh huyết và ngoại hình của Hứa Khắc, cộng thêm thần vận của Bạch Tiên Sinh, chi bằng từ nay về sau gọi ngươi là Hứa Bạch. Lý Phàm nhìn phân thân, vô cùng hài lòng gật đầu. Hứa Bạch chắp tay với Lý Phàm, khẽ mỉm cười. Những người bên dưới ngẩng đầu lên, trong nháy mắt truyền đến hàng loạt tiếng hít thở. Thiếu chủ, đây là... Liễu Tam đi tới trước mặt Lý Phàm, nhìn Hứa Bạch, trong mặt hiện lên nghi hoặc. Trong khoảng thời gian này, để đề phòng tu sĩ Vạn Tiên Minh lẻn vào trong xương trắng, hắn luôn chú ý đến vào lối vào Trường Sinh Cốc. Nhưng hắn không hề phát hiện ra người này đi vào từ lúc nào, giống như từ trên trời rơi xuống. Trong lòng lờ mờ phỏng đoán, nhưng Liễu Tam vẫn có hơi khó tin. Thế là hắn tìm Lý Phàm chứng thực. Đây không phải là nơi để nói chuyện, đi theo ta. Thấy Phương Tài Tế cũng hoài nghi như vậy, Lý Phàm gọi Hứa Bạch cùng đi, dẫn hai người vào trong mật thất bế quan. Đây là phân thân ta luyện chế, Hứa Bạch nói thẳng. Quả nhiên, Liễu Tam bừng tỉnh, nhưng sau đó lại cảm thấy hơi khó hiểu. Tuy thuật luyện chế phân thân hiếm có, nhưng với năng lực của thiếu chủ, muốn có được cũng không khó. Nhưng tại sao phân thân thiếu chủ luyện chế này lại cao cấp như vậy? Hắn không hỏi về nguồn gốc, phương pháp phân thân của Lý Phàm, mà nhìn đến Hứa Bạch, Liễu Tam có hơi khó hiểu hỏi. Lý Phàm cười không trả lời, ta có dụng ý của mình. Phải rồi, pháp bảo mà Phương tiên sinh luyện chế thế nào rồi? Phương Tái Tế cũng lập ứng phản ứng lại, áo trắng và quạt xếp là chuẩn bị cho phân thân này sao? Ta nói mà, phong cách của mấy thứ này hoàn toàn không phù hợp với thiếu chủ ngài. Làm gì có pháp bảo cấp hợp đạo nào dễ dàng luyện chế như thế, ít nhất phải mất hơn nửa năm. Hơn nữa, Phương Tái Tế lại nhìn kỹ Hứa Bạch thêm vài lần, pháp bảo mà ta thiết kế trước đó có hơi không xứng với phân thân này của tông chủ. Không được, không được, ta phải đập đi làm lại từ đầu. Càng nhìn, Phương Tái Tế càng cảm thấy áo trắng và quạt xếp mà hắn vốn định làm, mặc trên người Hứa Bạch hơi không phù hợp. Thế là hắn lại vội vàng chuẩn bị rời đi, suy nghĩ phương án luyện chế mới. Cũng may Lý Phàm kịp thời ngăn lại. Đã gần 3 năm kể từ Xích Viêm Phần Hải, cũng đến lúc các đệ tử nhập thế lại. Hơn nữa, kế hoạch của ta cũng cần có sự hợp tác của các đệ tử. Lý Phàm bình tĩnh nói, Liễu Tam và Phương Tái Tế đương nhiên sẽ không phản đối quyết định này. Tuy nhiên, nhập thế cũng đồng nghĩa với rủi ro. Nếu có đệ tử không may gặp phải kiếp nạn, lại đúng lúc bị siêu hồn, bí mật của Trường Sinh Cốc và thú chủng giới sẽ bị bại lộ. Chúng ta nên làm thế nào? Lý Phàm nhìn hai vị tu sĩ hợp đạo hỏi ý kiến. Ta chỉ giỏi luyện khí, việc này phải hỏi lão Liễu. Phương Tái Tế nhún vai, tỏ vẻ bất lực. Liễu Tam cũng không từ chối, cân nhắc hồi lâu rồi đưa ra câu trả lời, tâm của một người có thể phá, nhưng tâm của hàng ngàn người khó phá. Hiện tại trong Dược Vương Chân Đỉnh, Đại Mộng Xuân Thu trận vẫn đang hoạt động. Phàm là các đệ tử ngoại xuất, chỉ cần kết nối một tia thần niệm vào trong. Nếu gặp phải cưỡng ép siêu hồn, có thể phát động một cuộc phản công quy mô lớn. Trừ khi thần hồn của đối phương mạnh hơn toàn bộ tu sĩ Dược Vương Tông còn đang ngủ say, bằng không đừng nghĩ đến việc biết được điều gì từ trong đầu các đệ tử của chúng ta. Đại Mộng Xuân Thu trận thực chất là mạch suy nghĩ của tất cả tu sĩ khi bước vào trận pháp được liên kết với nhau tạo thành một mộng cảnh rộng lớn. Vì vậy, ngoài việc đoàn kết lại, cùng nhau chống lại các cuộc tấn công thần niệm từ bên ngoài, cũng có thể mượn sức mạnh của mộng cảnh phong ấn một phần ký ức của các tu sĩ trong trận pháp. Giống như khi người phàm nằm mơ, sẽ không nhận ra mình đang trong giấc mơ. Hơn nữa, các đệ tử ngày nay cho dù ở các nơi trong huyền hoàng giới cũng có thể lập tức liên lạc với nhau thông qua Đại Mộng Xuân Thu trận mà không bị người khác nhận ra. Liễu Tam giới thiệu chi tiết một chức năng kỳ diệu khác của Đại Mộng Xuân Thu trận cho Lý Phàm. Lý Phàm nghe thấy vậy rất hài lòng, vậy việc này phiền Lưu Lão. Sau khi các đệ tử ra ngoài, có thể tự mình làm việc của mình, chỉ cần giả vờ vô tình hỏi thăm tin tức về Hoa Thiên Linh là được. Hoa Thiên Linh là vật đặc hữu của Châu Thiên Linh Vạn Tiên Minh, Đắc Thiên Chi Linh, đẹp không sao tả xiết. Tuy nhiên, sau đại chiến Châu Thiên Linh vài năm trước, vật này đã có những thay đổi kỳ lạ. Liễu Tam không hỏi lý do tại sao Lý Phàm căn dặn như vậy, nhưng vẫn ghi nhớ những lời đó trong lòng.
Sau khi dặn dò những việc cần chú ý, Liễu Tam gấp gáp thực hiện nhiệm vụ kết nối các đệ tử vào trận pháp. Còn Lý Phàm lại đi trước, rời khỏi Trường Sinh Cốc. Trường Sinh Cốc nằm trong tường chắn xương trắng giáp giới với Châu La Yên và Châu Lược Ảnh. Tránh các tu sĩ tuần tra, Lý Phàm lặng lẽ rời khỏi xương trắng, vào trong thiên thành Châu La Yên. Tuy nằm trong nội địa Vạn Tiên Minh, nhưng Châu La Yên cũng không phồn hoa hơn biển Tùng Vân là bao. Thậm chí số lượng tu sĩ còn ít hơn một chút. Hầu hết các nơi ở Châu La Yên đều hoang vu, thiếu tài nguyên. Nhưng nguyên nhân chính là bởi vì ở Châu La Yên thường xuyên xuất hiện quỷ dị. Ví dụ như Lý Phàm khá quen thuộc tâm viên, đã từng bạo phát trên quy mô lớn ở đây. Tuy Vạn Tiên Minh không có ghi chép cụ thể chuyện này, nhưng mấy kiếp trước lúc Lý Phàm mua số lượng lớn tâm viên cốt, phát hiện phần lớn đều là ở Châu La Yên, cho nên mới có suy đoán này. Lúc này, trong thành La Yên khá vắng vẻ. Lúc Lý Phàm đến Thiên Huyền Kính lâu ngày không gặp, việc đầu tiên hắn làm chính là tìm kiếm thông tin có liên quan đến đan dược gây nghiện. Tuy Liễu Tam nói các đệ tử đã nghe ngóng rất kỹ, Vạn Tiên Minh cũng không cấm loại dược vật này. Nhưng Lý Phàm biết, bởi vì có sự tồn tại của cấp công huân, rất nhiều bí mật không phải tu sĩ bình thường có thể biết được. Có rất nhiều tu sĩ trong Vạn Tiên Minh đã phạm phải điều cấm kỵ, chết không rõ nguyên nhân. Nhưng vật này có liên quan đến kế hoạch sau này của Lý Phàm, cho nên phải nắm rõ thái độ của Vạn Tiên Minh. Hiện giờ thân phận này vẫn là thanh bạch chi thân cấp công huân bằng một. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến việc Lý Phàm nghe ngóng thông tin. Sau khi lấy ra tâm ý thăng tiên đan trong bình ngọc, Lý Phàm đang định bán trên thị trường. Cảnh cáo, đan dược ngươi bán là vật phẩm bị cấm. Quyền giao dịch của ngươi tạm thời bị đóng băng. Vui lòng nhanh chóng tiêu hủy vật phẩm bị cấm này. Cảnh cáo. Âm thanh cảnh báo sắc bén đột nhiên vang lên trong Thiên Huyền Kính, liên tục lặp đi lặp lại. Lý Phàm giả vờ rất kinh ngạc, vẻ mặt vô tội nói, cái gì? Hàng cấm? Dựa vào đâu mà nói như vậy? Không phải chỉ là đan dược bình thường thôi sao? Giọng nói lạnh lùng trong Thiên Huyền Kính lặp lại, tâm ý thăng tiên đan đứng thứ 3674 trong danh sách vật phẩm mà Vạn Tiên Minh cấm lưu thông. Mức độ nguy hiểm, ất thượng, vui lòng nhanh chóng tiêu hủy nó. Các bạn vừa nghe xong tập 67 của bộ truyện Ta mô phỏng Trường Sinh Lộ của tác giả Phẫn Nộ Đích Ô Tặc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.